lại cái phần mà các cái câu hỏi lượng giá của từng bài học. Tuy nhiên có thể là trong quá trình mà cô giảng dạy, cô có thể hỏi bất kỳ một câu nào đó trong cái phần danh sách câu hỏi cô đã gửi cho các bạn. Và nếu như mà cô không có giải đáp và các bạn có thắc mắc gì thì bạn cũng có thể hỏi. Thực ra thì những cái câu hỏi đó thì nó sẽ giúp cho các bạn hiểu bài tốt hơn. Thì nếu mà bạn hiểu thì khi mà bạn làm bài kiểm tra thì cái điểm của các bạn nó cũng sẽ cao hơn. Và đối với môn của mình á thì các bạn sẽ có cái phần thuyết trình. Mình sẽ có hai cột điểm. Một cột điểm đầu tiên là cột điểm kiểm tra 15 phút trắc nghiệm, thì theo cái lịch ở trên hệ thống e-learning thì cô sẽ cho bạn kiểm tra vào buổi học thứ năm và buổi học thứ năm. Và hình thức kiểm tra là trắc nghiệm 30 câu, thời gian là 15 phút. Có thể là nó sẽ xê xích một tí xíu, nhưng mà mình cứ xác định là thời gian làm bài kiểm tra của mình là khoảng 15 phút cho 30 câu. Và cô chỉ cho bạn làm bài kiểm tra một lần thôi. Và cột điểm thứ hai thì sẽ lấy cột điểm thuyết trình. Cột điểm thứ hai sẽ lấy là cột điểm thuyết trình. Thì cô chưa có chia nhóm cho các bạn. Cô chưa có chia nhóm thuyết trình cho các bạn. Có thể là ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì cô sẽ chia nhóm thuyết trình để mình tìm cái nhóm của mình ra chính xác. Các bạn có thể trao đổi ở trên cái hệ thống LMS như thế nào đó để mà các bạn tạo thành một cái nhóm để mà mình làm bài thuyết trình. Thì một nhóm trung bình sẽ có khoảng chừng 10 bạn. Cô sẽ chia lớp thành 10 nhóm thôi, 10 đến 11 nhóm, và trung bình mỗi một nhóm thì sẽ có khoảng 10 bạn. Các bạn sẽ làm thuyết trình khoảng chừng 5 họ. 10 bạn này thì sẽ làm thuyết trình 5 họ. Và sau khi mà bạn làm bài thuyết trình xong thì mỗi nhóm sẽ soạn ra khoảng chừng 7 câu hỏi trắc nghiệm để các bạn sẽ hỏi. 7 câu hỏi trắc nghiệm này là để các bạn sẽ hỏi những cái nhóm khác mà không tham gia thuyết trình vào buổi ngày hôm đó. Ví dụ như hôm nay là nhóm 1 thuyết trình thì nhóm 1 sẽ soạn ra 7 câu hỏi, và 7 câu hỏi đó thì sẽ đặt ra cho 9 nhóm còn lại để trả lời. Có thể là sẽ có thêm một cái cột điểm thứ ba là cái cột điểm kiểm tra của cái phần phân loại thực vật, thì cái phần này là có thể thôi, chứ còn chưa chắc chắn là sẽ làm bài kiểm tra. Thì cô sẽ phổ biến sơ như vậy cho các bạn. Thì cái quá trình mà học thì các bạn có gì không hiểu hay không, hoặc là đối với phần thuyết trình các bạn có gì không hiểu không, bạn có thể hỏi cô. Tại vì hiện tại á, là cái hệ thống Google Meet của mình á, là nó chỉ có tối đa là 100 người thôi. Do đó cho nên là nếu như mà các bạn bị đá ra ngoài, bạn có thể vào một cái link dự phòng cô up lên ở trên cái e-learning đó, thì nó sẽ có một cái link dự phòng. Các bạn có thể là vào cái link dự phòng đó nếu như trong trường hợp bạn bị đá ra và bạn không có vào được. Phần kiểm tra giữa kỳ thì các bạn sẽ kiểm tra cái phần cơ quan sinh dưỡng, nghĩa là mô, rễ, thân và lá. Mình sẽ kiểm tra của cái phần cơ quan sinh dưỡng là mô, rễ, thân và lá. Phần thuyết trình thì mình sẽ thuyết trình trong 3 tuần cuối cùng. Cái lịch thuyết trình thì cô đã để rồi, chỉ có điều cô chưa có ghi cụ thể là nhóm nào thuyết trình thôi. Còn trên tinh thần là 3 buổi cuối cùng các bạn sẽ thuyết trình. Không phải mỗi đúng rồi, mỗi nhóm là 5 họ, một nhóm sẽ có khoảng 10 người, và mỗi nhóm thì có thể là thuyết trình cái số họ là từ 5 đến 6 họ. Cô không có tạo cái group nào cho lớp mình hết, tại vì là cô thấy nó cũng hơi phức tạp.
tại nhiều group quá thì mỗi một buổi, mỗi một cái môn học mà bạn tham gia cái group thì cô thấy nó cũng hơi phức tạp. Thì cô không biết là trong cái phần hệ thống e-learning đó các bạn có thể là nhắn tin trao đổi được với nhau hay không, tại vì khi mà cô chia nhóm thì nó sẽ xuất hiện cái danh sách nhóm ở trên cái phần danh sách thành viên, thì mình bấm vào đó là mình sẽ biết được là mình thuộc nhóm nào. Thì cô không biết là trên cái hệ thống e-learning của trường đó các bạn có nhắn tin cho nhau được hay không? Tại vì cái phần đó thì cô cũng chưa có thử. Nhóm cô sẽ chia theo danh sách, còn còn chuyện mà thuyết trình á thì cô sẽ chuyện mà thuyết trình thì cô sẽ chỉ định một nhóm, có thể là cô sẽ chỉ định mỗi người thuyết trình một họ. Do đó cho nên là đối với phần thuyết trình đó thì mình làm, khi mà nhóm chia công việc cho mình rồi thì các bạn làm bài rồi, tuy nhiên là mình vẫn phải nắm hết nội dung thuyết trình của nhóm mình. À, có một bạn là tạo group ở trên trên Zalo rồi đó, thì các bạn có thể tham gia vào cái group đó cũng được. Hiện tại thì cô đang tạo ra hai link, thì những cái bạn mà đang ở bên cái link dự phòng đó các bạn có nghe được không? Là được rồi, các bạn nghe được hết rồi. Thì bây giờ cô sẽ mình sẽ bắt đầu vào cái buổi học luôn. Thì các bạn nhớ là mình sẽ đọc cái phần câu hỏi, mình đọc bài trước, slide thì cô cũng đã up lên rồi. Cái phần mà câu hỏi lượng giá thì cô cũng đã up lên luôn cho các bạn rồi. Thì các bạn theo dõi ở cái phần bạn đọc trước để khi mà mình nghe cô giảng bài đó thì mình sẽ hiểu bài tốt hơn. Rồi các bạn bên cái link dự phòng các bạn chờ cô tí xíu để cô sao chép cái link cô gửi qua cho các bạn. Rồi cái group này là có một bạn ở trong nhóm đã tạo rồi. Không nha mấy bạn, cô không có gửi cái file ghi âm lên cho các bạn đâu. Thì trong quá trình học chỗ nào các bạn không hiểu đó thì các bạn sẽ hỏi cô luôn, chứ cô không có gửi cái link Google Meet, gửi cái file ghi âm lên cho lớp mình đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ thực ra thì những cái phần mà cô dặn dò các bạn đó thì cô cũng đã có viết ở trên cái hệ thống EMS rồi, là mình sẽ có một bài kiểm tra, mình có hai cột điểm, một cột là của bài kiểm tra 15 phút, một cột là của bài kiểm tra 15 phút. Thì bạn sẽ kiểm tra vào buổi học thứ năm và nội dung kiểm tra là 4 bài: mô, rễ, thân và lá. Đó là nội dung kiểm tra của 4 bài. Còn đối với cái cột điểm thứ hai sẽ là cột điểm thuyết trình, thì mỗi một cột điểm thuyết mỗi một cô sẽ chia lớp mình thành 10 nhóm, 10 đến 11 nhóm, và mỗi nhóm thì sẽ có khoảng 10 người hoặc là 11, 12 người gì đó, và các bạn sẽ mỗi nhóm như vậy thì sẽ thuyết trình 5 họ. Và có thể là các bạn sẽ ngoài cái phần điểm thuyết trình đó ra thì có thể là các bạn sẽ có thêm một cái bài kiểm tra.
của cái phần phân loại thực vật để cô xem thử các bạn có nắm được nội dung của bài hay không. Thì cái phần kiểm tra mà của phần phân loại thực vật á thì có thể có hoặc là không, thì cô nếu như mà có kiểm tra thì cô sẽ báo lại cho các bạn, còn nếu như cô không nói gì hết thì có thể là mình không có làm bài kiểm tra nha. Rồi, đó là một số cái cơ bản như vậy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu học luôn nha các bạn. À, cô cũng nói luôn với cô không có điểm danh nha, tại vì lớp mình cũng khá đông, cô thấy danh sách là khoảng chừng 102 bạn thì cô cũng không có điểm danh. Chỉ có điều là trong quá trình học thì cô có thể khi mà cô đặt câu hỏi thì cô có thể gọi bất kỳ một bạn nào đó để trả lời câu hỏi, chứ còn cô không có điểm danh thì cái này là tùy thuộc vào ý thức của các bạn thôi. Cô cũng biết là có những bạn thì đa số lớp mình là cũng là khóa 16 thì cũng có bạn là đang bận đi làm, thì cái đó cô cũng biết là mình cũng gặp nhiều khó khăn nên là cô cũng không có điểm danh. Thì trong quá trình mà cô giảng bài, cô đặt câu hỏi thì cô có thể là gọi bất kỳ một bạn nào đó để trả lời thôi. Và bạn cũng biết rồi, đặc thù của cái môn này thì nội dung học nó khá nhiều và cái phần thi á. Và cái phần phần thi á thì mình biết rồi. Đối với phần thi là sẽ ra trong ngân hàng đề. Những cái khóa, cái thời điểm mà các bạn học đó thì chưa có ngân hàng đề. Tuy nhiên hiện tại ngân hàng đề đã được cập nhật thì các bạn sẽ thi trong ngân hàng đề. Do đó cho nên đó là cô không giới hạn nội dung kiểm tra, à cô không giới hạn nội dung thi cho các bạn được. Cô nhắc lại nha, là đối với các bạn hiện tại là mình sẽ thi ngân hàng đề, và ngân hàng đề thì rải đều hết nội dung của đề thi, thì nó sẽ rải đều hết tất cả các chương. Cho đó cho nên là cô không có giới hạn cho các bạn được, nên là trong quá trình mà các bạn học thì cô khuyên là các bạn nên xem các cái câu hỏi mà cô đã đưa lên cho các bạn, thì những cái câu hỏi đó nó sẽ giúp cho các bạn nhớ bài tốt hơn, thì khi mà mình làm bài kiểm tra đó hoặc là mình làm bài thi thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như các bạn sáng thứ hai bận thì bạn có thể học bù được sang thứ ba, thì các bạn có thể là liên hệ với lại những cái bạn học thứ ba để các bạn xin link. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học luôn. Đối với cái phần của mình thì cô sẽ nhắc sơ qua cho các bạn về cái phần cấu trúc của tế bào. Cô sẽ nhắc sơ qua cho các bạn về cái phần cấu trúc tế bào. Phần cấu trúc tế bào đó thì thường ra là các bạn đã học ở cái phần sinh học đại cương rồi.
bạn biết rồi, đối với thực vật thì cái phần thực cấu trúc của tế bào thì nó cũng sẽ giống như là cấu trúc của các cái tế bào khác, và mỗi một tế bào thực vật thì nó sẽ có những cái đặc điểm đặc trưng khác với lại tế bào động vật. Ví dụ như là thực vật thì nó sẽ có vách bằng cellulose, đó là cái đặc điểm đặc trưng của thực vật mà động vật nó sẽ không có. Và về vách thì mình sẽ có ba thành phần là vi là phiến giữa. Thành phần hóa học chính của vách thực vật thì là cellulose, và sẽ có ba thành phần của vách là phiến giữa, vách sơ cấp và vách thứ cấp. Thì đối với cái phần phiến giữa đó thì nó sẽ là cái phiến chung, nó là cái vách chung nối hai tế bào liền kề lại với nhau. Sau bên trong cái phiến giữa thì sẽ đến vách sơ cấp, có nghĩa là cái vách này nó sẽ được hình thành trước, và sau đó sẽ đến vách thứ cấp. Thì đối với những cái tế bào nào mà nó không còn tăng trưởng về mặt kích thước nữa, những tế bào mà không tăng trưởng về mặt kích thước, nghĩa là nó không gia tăng về kích thước tế bào nữa, thì lúc này nó sẽ hình thành cái vách thứ cấp. Và vách thứ cấp thì ngoài thành phần chính là bằng cellulose ra thì nó có thể là được tẩm thêm chất bần hoặc là tẩm thêm chất gỗ. Rồi ngoài ra thì mình sẽ thấy là vách nó có thể bị thay đổi thành phần hóa học hoặc là tính chất vật lý để nó tăng cường thêm cái độ dẻo dai và bền vững cho tế bào. Đó là nó có thể là vách bị hóa cutin hoặc là hóa sát hoặc là hóa nhầy. Thì những cái trường hợp này là bạn có thể đọc thêm ở trong cái quyển sách Thực vật dược của cô đẹp. Rồi. Thành phần đặc trưng tiếp theo của thực vật đó chính là lạc thể. Thành phần tiếp theo đặc trưng cho thực vật chính là lạc thể. Thì lạc thể là nó sẽ có ba loại bào quan là lục lạc, sắc lạc và vô sắc lạc. Ngoài ra nó còn có một cái loại lạc nữa, người ta gọi là tiền lạc. Thì từ một từ tiền lạc này nó sẽ phân hóa thành ba cái lạc mà cô vừa mới nêu tên cho các bạn. Từ cái lạc từ tiền lạc thì nó có thể là sẽ phân hóa thành lục lạc, sắc lạc hoặc là vô sắc lạc. Và ba cái bào quan ở trong hệ thống lạc thể này thì nó sẽ có cấu trúc là hai lớp màng, nó sẽ có cấu trúc là hai lớp màng. Chức năng của các cái lạc này thì tùy thuộc vào tên gọi, ví dụ như là lục lạc là những cái bào quan có màu xanh lục, là bên trong nó sẽ có chứa chlorophyll là diệp lục tố, và chức năng của lục lạc là đồng hóa. Đối với cái sắc lạc là nó sẽ là những cái lạc mà nó có màu khác, màu xanh, ví dụ như là vàng, đỏ, cam, tím. Thì những cái lạc này người ta gọi là sắc lạc, hoặc là màu trắng thì người ta cũng gọi là sắc lạc. Thì những cái bào quan này nó sẽ có cái chức năng là nó thu hút côn trùng, thu hút côn trùng. Và cái lạc cuối cùng là vô sắc lạc. Thì vô sắc lạc là bào quan không có màu, không có màu. Thì vô sắc lạc nó sẽ có cái chức năng là dự trữ, nó sẽ có chức năng là dự trữ. Nó có thể là dự trữ tinh bột hoặc là protein hoặc là lipid. Rồi, bây giờ mình qua cái đặc điểm đặc trưng thứ ba
của tế bào thực vật đó chính là không bào trung tâm. À, không bào trung tâm. Thì khi mà tế bào thực vật nó còn non thì không bào nó là những cái túi được giới hạn bởi một màng nằm rải rác trong tế bào chất. À, khi mà tế bào thực vật còn non thì cái nó trong bên trong tế bào nó sẽ có rất là nhiều không bào, và các cái không bào này thì nó chỉ có một lớp màng thôi. Và bên trong không bào thì nó sẽ có chứa rất là nhiều chất tan, ngoài nước ra thì nó sẽ có chứa rất là nhiều chất tan, ví dụ như là các vitamin, các alkaloid, hoặc có thể là nó sẽ chứa tinh bột hoặc là các cái tinh thể canxi oxalat, có nghĩa là nó có thể chứa chất dự trữ hoặc là chất cặn bã. Và không bào chính là cái nơi mà nó sẽ chứa các cái hợp chất thứ cấp của tế bào thực vật. Không bào là nơi mà chứa các cái hợp chất thứ cấp của tế bào thực vật, nghĩa là những cái hợp chất mà mình sử dụng làm thuốc khi mà mình lấy từ thực vật đó thì nó sẽ nằm chủ yếu ở trong không bào. Và khi mà tế bào thực vật trưởng thành thì lúc này các cái không bào nhỏ nằm ở trong tế bào chất nó sẽ tập hợp lại thành một cái không bào lớn và nằm ở chính giữa tế bào, thì người ta mới gọi là không bào trung tâm. Và lúc này vì cái không bào trung tâm nó to và nó nằm ở chính giữa tế bào thì nó sẽ đẩy nhân và các bào quang khác ra gần vách tế bào. Rồi, đó là ba cái bào quang đặc trưng cho tế bào thực vật. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái bào quang khác, ví dụ như là ti thể thì nó sẽ làm nhiệm vụ là hô hấp, hay là bộ Golgi thì nó sẽ tham gia vào cái việc là tạo ra các cái thành phần của vách thực vật chẳng hạn. Và trong cái tế bào thực vật thì mình sẽ thấy là mạch rây là cái tế bào mà sống nhưng nó lại không có nhân. Mạch rây là tế bào sống nhưng mà nó lại không có nhân. Ban đầu khi mới được hình thành thì nó cũng có nhân, nhưng sau đó thì nó sẽ bị mất nhân đi để nó làm cái nhiệm vụ là vận chuyển nhựa luyện. Rồi, đó là một số cái đặc điểm mà cô lưu ý với các bạn. Mình sẽ xem thêm cái phần cấu trúc tế bào này ở trong sách của cô Đẹp, thì cô nhấn mạnh ba cái đặc điểm đặc trưng của tế bào thực vật đó. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái nội dung chính của bài ngày hôm nay là phần mô thực vật. Đúng rồi, nãy giờ cô chưa có chiếu slide, tại vì cái slide của cô là nó bắt đầu từ bài mô. Cái phần cấu trúc tế bào là cô chỉ nhắc sơ qua cho các bạn vậy thôi, chứ cô đâu có chiếu slide. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bài mô thực vật. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về định nghĩa của mô. Đầu tiên thì mình sẽ nói về định nghĩa của mô. Mô là một tập hợp gồm nhiều tế bào. Mô là một tập hợp gồm nhiều tế bào. Mô là tập hợp nhiều tế bào và phân hóa giống nhau về cấu trúc để cùng đảm nhiệm một chức năng. Nó giống nhau về cấu trúc và nó cùng có một chức năng. Như vậy thì mình sẽ xem lại là cấu trúc ở đây là về cái những cái đặc điểm nào. Thì giống nhau về cấu trúc có nghĩa là nó phải giống nhau về hình dạng, về kích thước và về cách sắp xếp. Nó phải giống nhau về cả ba đặc điểm là hình dạng, kích thước và cách sắp xếp thì mình mới gọi là mình mới gọi là giống nhau về cấu trúc. Và các tế bào này thì nó sẽ cùng đảm nhiệm một chức năng trong cơ thể thực vật. Thì dựa vào chức năng sinh lý sẽ có 6 loại mô. Dựa vào chức năng sinh lý thì có 6 loại mô, như cô đã liệt kê cho các bạn ở trong trên slide. Thì trong 6 cái mô này thì mình sẽ lưu ý là đối với cái mô dẫn thì nó sẽ khá đặc biệt. Đó là mô dẫn thì nó sẽ có, trong cái mô dẫn nó sẽ có hai mô là mô li be và mô gỗ. Thì các cái cấu trúc của
của tế bào trong polymer và mô gỗ này thì nó hơi khác một xíu. Nó sẽ có những tế bào, nó sẽ có những mỗi những tế bào khác nhau, thì nó sẽ làm một cái nhiệm vụ khác, nó hơi khác so với các cái mô còn lại. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái khái niệm đầu tiên, đó chính là mô phân sinh. Thì mình biết rồi, mô phân sinh là những cái tế bào mà còn non. Phân sinh có nghĩa là nó sẽ phân chia, nó sẽ làm nhiệm vụ là sinh sản, phân chia và sinh sản. Thì cái mô phân sinh này nó phân chia và sinh sản để nó tạo ra các cái mô khác, để tạo ra các mô khác. Và nó có đặc điểm là nó chưa có phân hóa. Nó chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là sinh sản thôi, phân chia và sinh sản thôi. Do đó cho nên là nó chưa có phân hóa. Và nó là mô sống, tất nhiên nó sẽ là mô sống rồi. Thì các bạn đã học thực hành thực vật dược rồi, thì cô cũng nhắc lại luôn với các bạn là đối với những cái tế bào nào mà vắt bằng cellulo, thì khi mình nhuộm lên thì nó sẽ ra, khi mình nhuộm kép thì nó sẽ ra màu hồng. Còn đối với những tế bào nào mà vắt tẩm chất bần hoặc là tẩm chất gỗ hoặc là mô chết, thì khi mà nhuộm lên thì nó sẽ có màu xanh. Thì trong cái nhóm mô phân sinh mình có hai loại là mô phân sinh sơ cấp và mô phân sinh thứ cấp. Nó sẽ có hai loại là mô phân sinh sơ cấp và mô phân sinh thứ cấp. Thì trong cái mô phân sinh sơ cấp, có nghĩa sơ cấp ở đây có nghĩa là hình thành trước. Sơ cấp có nghĩa là hình thành trước. Thì cái mô phân sinh sơ cấp này là nó đã được hình thành ngay từ khi thực vật nó còn ở trạng thái là phôi. Có nghĩa là ở trong hạt đó các bạn. Trong hạt thì nó sẽ có phôi. Thì ngay từ khi mà nó còn ở cái trạng thái là phôi thì đã có cái mô phân sinh sơ cấp này rồi. Và mô phân sinh sơ cấp thì có hai loại là mô phân sinh ngọn và mô phân sinh lắm. Đối với mô phân sinh thứ cấp, mô phân sinh thứ cấp là nó sẽ được hình thành sau, nó được hình thành sau, và cái chức năng của mô phân sinh thứ cấp là nó sẽ tạo ra, giúp cho các cái cơ quan của thực vật nó tăng trưởng về đường kính, có nghĩa là nó sẽ giúp cho thân và rễ tăng trưởng về mặt đường kính. Còn đối với cái mô phân sinh sơ cấp thì nó sẽ làm cho cơ quan kéo dài ra, ví dụ như là nó làm cho thân cao lên hoặc là làm cho rễ dài ra. Rồi trong các cái mô phân sinh sơ cấp và mô phân sinh thứ cấp thì mình thấy nó gồm có các cái loại mô phân sinh. Thì mình sẽ đi qua từng loại một. Rồi ở đây thì mình sẽ thấy là đối với cái phần mô phân sinh ngọn, thì khi mà mình nghe nói đến mô phân sinh ngọn thì mình sẽ biết là cái chức năng của mô phân sinh ngọn là nằm ở ngọn thân, nằm ở vị trí là ngọn. Thì ở đây mình sẽ thấy là nó nằm ở ngọn thân hoặc là nằm ở ngọn rễ. Và nó là những tế bào còn non, chưa có phân hóa, phân chia rất là nhanh. Nó phân chia rất nhanh và nó sẽ phân hóa các cái mô phân sinh ngọn này, nó sẽ phân chia để tạo ra các cái mô khác, để tạo ra các mô khác. Rồi, trong cái hình, hai cái hình mà bạn đang quan sát thì bạn sẽ thấy là hình ảnh của mô phân sinh ngọn và hình ảnh của mô phân sinh nằm ở ngọn thân và hình ảnh của mô phân sinh nằm ở ngọn rễ. Đối với cái mô phân sinh nằm ở ngọn thân đó thì nó sẽ nằm ở vị trí ngọn thân và nó sẽ được các cái phát thể lá, bạn thấy những cái lá nhỏ này nó úp lên trên cái mô phân sinh ở đây nè, người ta gọi là phát thể lá. Thì các cái phát thể lá này nó sẽ che chở cho cái vùng mô phân sinh và nó giúp cho cây tăng trưởng về mặt chiều cao. Bên cạnh là cái mô phân sinh ngọn này nè, thì mình sẽ thấy là có các cái chồi trên thân cây, thì nó sẽ ngoài cái ngọn ra thì nó sẽ có các cái chồi. Thì những cái chồi này sau này nó sẽ phát triển thành cành hoặc là thành hoa. Thì các cái chồi nách hay là các cái chồi bên đó thì nó cũng sẽ có mô phân sinh, và lúc này người ta gọi nó là mô phân sinh bên. Ví dụ như là mình thấy ở cái vị trí này chẳng hạn nè. Rồi, cái vị trí ở đây chẳng hạn. Thì cái vị trí ở đây nó cũng là cái mô phân sinh. Nó cũng là mô phân sinh ngọn. Nhưng vì nó nằm ở vị trí của chồi bên nên người ta gọi nó là mô phân sinh bên. Thì nó cũng sẽ có những cái đặc điểm y chang như là mô phân sinh ngọn nằm ở ngọn
cây như thế này, nó cũng phân hóa, nó cũng phân chia, nó cũng phân chia để tạo ra các cái mô khác. Rồi, đối với ở rễ thì mình sẽ thấy là ở rễ nó sẽ có các cái mô phân sinh ngọn và nó giúp cho rễ kéo dài ra, và ở ngọn rễ thì nó sẽ được các cái nó sẽ được che chở. Cái mô phân sinh ngọn nằm ở ngọn rễ thì nó sẽ được che chở. Rồi mình sẽ qua cái mô phân sinh kế tiếp là mô phân sinh lấm. Thì mô phân sinh lấm là mình chỉ gặp ở những cái cây nào có lấm thôi. Ở những cây nào có lấm thì mình sẽ gặp. Thì cái mô phân sinh lấm này mình sẽ gặp chủ yếu là ở họ lúa. Tại vì ở cái họ lúa này thì nó sẽ có cái kiểu dạng là thân rạ. Thân rạ thì nó sẽ có xuất hiện các cái lấm. Và nhờ có các cái mô phân sinh lấm này mà cái lấm thân nó sẽ dài ra. Vị trí của mô phân sinh lấm là nó sẽ nằm ở gốc lấm, có nghĩa là nó nằm ở phía dưới này. Nó sẽ nằm phía dưới này, làm cho các cái lấm nó kéo dài ra. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mô phân sinh thứ cấp. Thì mô phân sinh thứ cấp người ta còn gọi là mô phân sinh bên. Và thứ cấp có nghĩa là nó được hình thành sau. Thứ cấp là nó được hình thành sau. Và nó làm cho thân và rễ tăng trưởng về mặt đường kính, nó sẽ làm cho thân và rễ tăng trưởng về mặt đường kính. Và sẽ có hai loại. Có hai loại là tầng sinh bần lục bì. Có hai loại là tầng sinh bần lục bì và tượng tầng. Thì cô thường hay sử dụng cái thuật ngữ là tầng sinh bần lục bì và tượng tầng. Ngoài ra thì bạn sẽ thấy là có một số giáo trình thì người ta sẽ gọi là tầng phát sinh ngoài, tầng phát sinh trong, tầng sinh vỏ, tầng bì sinh. Thì cũng nghĩ là các bạn cũng nên nhớ hết những cái thuật ngữ này, tại vì có thể là trong quá trình mà mình đọc các cái tài liệu thì mỗi một sách nó sẽ sử dụng một cái thuật ngữ khác nhau. Mình nhớ hết những cái thuật ngữ này để mình đọc thì mình sẽ không có bị nhầm lẫn. Thì nó cũng khá là dễ thôi các bạn. Nếu như mà mình có mối liên hệ thì mình thấy nó rất là dễ nè. Tầng sinh bần lục bì có nghĩa là mình đang nói về chức năng của cái tầng này. Tầng sinh bần lục bì thì có nghĩa là chức năng của cái tầng này là sinh ra bần và lục bì. Đó là nếu mà mình nói về chức năng thì cái tên của cái mô này, tầng sinh bần lục bì, thì nó sẽ có chức năng như vậy, sinh ra bần và lục bì. Và bần là mô che chở, do đó cho nên là nó sẽ nằm ở phía bên ngoài. Nó nằm ở phía bên ngoài, do đó cho nên người ta cần gọi là tầng phát sinh ngoài hay là tầng sinh vỏ. Rồi, được chưa? Cái tầng sinh vỏ này nè là khi mà mình đã việt hóa nó ra. Còn nếu như mà mình dùng từ Hán Việt thì người ta còn có thể gọi là tầng bì sinh. Tầng bì sinh thì tầng bì sinh thì bì là vỏ đó các bạn, bì chính là vỏ, thì tầng bì sinh thì nó cũng chính là tầng sinh vỏ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tượng tầng. Thì tượng tầng là khi nó hoạt động nó sẽ sinh ra li bay 2 và gỗ 2. Tượng tầng khi hoạt động nó sẽ sinh ra li bay 2 và gỗ 2. Thì li bay và gỗ là những cái mô dẫn thì nó phải nằm ở phía bên trong, nên mình còn có thể gọi là tầng phát sinh trong. Rồi cái tầng sinh gỗ thì cái này là viết là chức năng của nó là sinh ra gỗ 2 và li bay 2. Người ta còn gọi là tầng sinh gỗ. Rồi đó là các cái cách để mình nhớ những cái tên gọi của các cái thuật ngữ. Thì mình sẽ thấy là cái tầng sinh bần lục bì và tượng tầng này, vì nó là mô phân sinh thứ cấp, do đó cho nên những cái mô mà nằm ở trong những cái mô mà do hai cái mô phân sinh thứ cấp này tạo ra thì nó đều có chung đặc điểm là xếp thành dãy xuyên tâm và thẳng hàng. Những tế bào mà do mô phân sinh thứ cấp sinh ra, có nghĩa là những tế bào do tầng sinh bần lục bì và tượng tầng tạo ra, thì nó đều có chung cái đặc điểm đó là xếp thành dãy thẳng hàng và xuyên tâm. Rồi, đó là cái đặc điểm đặc trưng của cái mô phân sinh thứ cấp. Thì cô nhớ là trong cái phần
Câu hỏi mà ôn tập mà cô gửi cho các bạn đó thì nó cũng có các câu hỏi là đặc điểm chung của mô vân sinh của tầng sinh bần lục bì và tượng tầng, đặc điểm chung của các tế bào do tầng sinh bần lục bì và tượng tầng sinh ra là gì, thì đó chính là cái đặc điểm là nó xếp thành dãy thẳng hàng và xuyên tâm. Rồi các bạn sẽ quan sát ở đây là cái hình ảnh mà cái mô phân sinh thứ cấp nó hoạt động. Thì khi nó hoạt động nó sẽ sinh ra các cái, nó hoạt động thì nó sẽ phân chia theo phương tiếp tuyến, nó sẽ phân chia theo phương tiếp tuyến. Do đó các cái tế bào mà được hình thành thì nó sẽ xếp thành dãy xuyên tâm, phân chia theo phương tiếp tuyến. Này, mình sẽ thấy là cái mô phân sinh thứ cấp thì khi nó phân chia đó, thì nó sẽ phân chia theo phương tiếp tuyến. Do đó cho nên là những tế bào con được tạo ra thì nó sẽ xếp thành từng dãy xuyên tâm như thế này, như thẳng hàng và xuyên tâm. Thẳng hàng là mình nói về cái hàng ngang, và theo hàng dọc thì mình thấy nó thành từng cột. Mình sẽ nói là xếp thành dãy thẳng hàng và xuyên tâm. À, như lúc nãy cô nói thì tầng sinh bần lục bì, tầng sinh bần lục bì là mình nói về cái chức năng của cái tầng này. Thì tầng sinh bần lục bì là nó sẽ sinh ra bần ở phía bên ngoài, sinh ra bần ở phía bên ngoài và lục bì ở phía bên trong. Lục bì thì nếu mà mình việt hóa ra thì gọi là vỏ lục. Và đối với một số sách thì người ta còn gọi lục bì ở rễ cây là nhu bì, vì người ta giải thích là ở trong rễ, rễ thì thường đối với các cái rễ lớp mọc lan cấp 2 thì thường là nó sẽ nằm ở dưới mặt đất. Thì khi mà nó nằm ở dưới mặt đất như vậy đó, nó không có lục lạp. Do đó cho nên là người ta sẽ thay cái chữ lục bì bằng chữ nhu bì. Người ta sẽ thay chữ lục bì bằng chữ nhu bì. Rồi vậy thì mình đã biết cái chức năng của tầng sinh bần lục bì rồi, là sinh ra bần phía bên ngoài và lục bì ở phía bên trong. Và cái tầng sinh bần này thì nó không có cố định, vị trí của tầng sinh bần là không cố định, nó có thể nằm bất kỳ ở đâu, trong cái vùng vỏ hoặc trong cái vùng vỏ của thân hoặc là của rễ. Rồi bạn thấy là đây là cái vị trí của tầng sinh vỏ, và khi nó hoạt động nó sẽ sinh ra lục bì ở phía bên trong, nó sẽ sinh ra lục bì ở phía bên trong và bần ở phía bên ngoài. Rồi, như lúc nãy cô đã nói với các bạn thì tầng sinh bần lục bì này nó sẽ nằm ở trong vùng vỏ, vì chức năng của nó là sinh ra bần là mô che chở, thì người ta còn gọi nó là tầng bì sinh hay là tầng sinh vỏ là như vậy. Và nó sẽ có vị trí không cố định, vị trí không cố định miễn là nó nằm ở trong vùng vỏ của rễ hoặc là ở trong vùng vỏ của thân, còn vị trí của nó sẽ không cố định. Rồi các bạn nhìn thấy cái hình bên tay phải nè, là hình ảnh của bần và lục bì. Thì bần là những tế bào có vắt tẩm chất bần, nên khi mình nhuộm lên mình thấy nó có màu xanh. Rồi, đây là bần. Các cái tế bào màu xanh mà mình thấy ở đây nó chính là bần, và nó xếp thành từng dãy xuyên tâm. Nó xếp thành từng dãy xuyên tâm. Rồi mình thấy nó xếp thành từng dãy xuyên tâm nè. Và các cái tế bào này nó có màu xanh. Bên dưới bần
bên dưới bần là các cái tế bào lục bì, là mình thấy vách nó bằng cellulose, nghĩa là mình nhuộm lên mình thấy nó màu hồng đây. Những tế bào màu hồng và nó xếp thành dãy xuyên tâm với bần, mình thấy nó cũng xếp thành dãy xuyên tâm với bần nè, và nó màu hồng nghĩa là vách nó bằng cellulose đó, thì nó chính là lục bì. Vậy thì cái tầng sinh bần lục bì lúc này nó nằm ở đâu? Tầng sinh bần lục bì nó sẽ nằm ở cái vị trí này nè, nó sẽ là cái lớp tế bào giao giữa cái vùng mô màu xanh và vùng mô màu hồng. Thì cái vị trí của tầng sinh bần lục bì là nó sẽ nằm đâu đó ở cái vùng giao giữa bần và lục bì, là cái đường mà cô vừa mới vẽ cho các bạn thấy đó. Rồi, đây là cái vị trí của tầng sinh bần lục bì. Rồi, mình sẽ qua cái mô phân sinh thứ cấp kế tiếp, đó chính là tượng tầng. Thì tượng tầng hay còn gọi là tầng sinh gỗ, thì khi nó hoạt động nó sẽ sinh ra ly bay 2 ở bên ngoài và gỗ 2 ở bên trong. Tầng sinh gỗ hay là tượng tầng thì khi mà nó hoạt động nó sẽ sinh ra ly bay 2 ở bên ngoài và gỗ 2 ở phía bên trong. Và tầng sinh bần hoặc là tầng sinh gỗ này nè thì nó sẽ khác, tầng sinh bần hoặc là tầng sinh gỗ này thì nó sẽ khác so với tầng sinh bần lục bì, đó chính là tượng tầng thì nó sẽ có vị trí cố định. Nó sẽ có vị trí cố định nằm giữa ly bay 1 và gỗ 1. Nó chỉ có đúng một cái vị trí này thôi, là nằm giữa ly bay 1 và gỗ 1. Thì khi nó hoạt động nó sẽ sinh ra ly bay 2 bên ngoài, nó sẽ sinh ra ly bay 2 bên ngoài và gỗ 2 ở phía bên trong, sinh ra ly bay 2 bên ngoài và gỗ 2 ở phía bên trong. Thì bạn biết rồi, ly bay 2 và gỗ 2 thì nó do tượng tầng là mô phân sinh thứ cấp tạo ra, do đó cho nên là nó sẽ xếp thành dãy xuyên tâm. Ly bay 2 và gỗ 2 sẽ xếp thành từng dãy xuyên tâm. Rồi, trong hình mà các bạn đang quan sát thì đây chính là hình ảnh của ly bay 2 và gỗ 2. Rồi, chỗ này, những tế bào mà nó xếp thành dãy xuyên tâm nè, chỗ này nè, thì nó chính là ly bay 2 và gỗ 2. Thì ly bay 2 là những tế bào có vách bằng cellulose là màu hồng. Thì bạn sẽ thấy là vùng tế bào mà nó xếp thành từng dãy xuyên tâm và nó màu hồng chỗ này nè, thì nó chính là ly bay 2. Còn gỗ 2 thì nó là những tế bào có vách tạm chất gỗ, thường là vách tạm chất gỗ, thì mình sẽ thấy là nó có màu xanh và nó cũng xếp thành dãy xuyên tâm với ly bay 2. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mô kế tiếp là mô mềm. Mô mềm thì khi mà mình nghe nói đến mô mềm là mình sẽ nghĩ ngay, mình sẽ liên tưởng là những tế bào này vách nó phải mỏng. Vách mỏng thì mình mới gọi là mô mềm được. Vách mỏng thì mô mềm là những tế bào sống chưa phân hóa nhiều và vách mỏng bằng cellulose. Chính bởi vì vách nó mỏng nên mình mới gọi là mô mềm. Và chức năng của mô mềm là nó sẽ liên kết các mô khác lại với nhau. Chức năng của mô mềm là nó sẽ liên kết các mô khác lại với nhau và nó có thể là làm cái nhiệm vụ là đồng hóa hoặc là dự trữ. Đồng hóa hoặc là dự trữ. Đồng hóa có nghĩa là nó chứa lục lạc ở bên trong. Dự trữ thì có thể là nó sẽ dự trữ không khí hoặc là nước hoặc là tinh bột hoặc là đạm hoặc là protein hoặc là lipid gì đó, thì mình gọi là dự trữ, mô mềm dự trữ. Mình sẽ có ba cái cách phân loại, là phân loại theo hình dạng, phân loại theo chức năng và phân loại theo vị trí. Có ba cách phân loại như vậy. Thì theo hình dạng thì mình sẽ có mô mềm đặc, mô mềm đạo và mô mềm khuyết. Theo chức năng thì mình sẽ có hai loại là mô mềm đồng hóa và mô mềm dự trữ. Thì như lúc nãy cô nói, đồng hóa có nghĩa là bên trong nó sẽ chứa lục lạc, còn dự trữ có nghĩa là bên trong nó sẽ có chứa không khí hoặc là đường hoặc là tinh bột gì đó. Rồi, ba cái hình mà bạn đang quan sát ở đây là hình ảnh mà phân loại tế bào, phân loại mô mềm theo hình dạng. Bạn sẽ thấy cái hình đầu tiên bên tay trái
các tế bào này nó hình đa giác và nó sắp xếp rất khít nhau. Giữa các tế bào này nó sắp xếp rất là khít nhau, không có khoảng trống, thì mình gọi nó là mô mềm đặc. Mình gọi là mô mềm đặc. Mình sẽ gọi là mô mềm đặc là những tế bào mô mềm vách mỏng bằng cellulo và giữa các tế bào không có khoảng trống, xếp khít đặt lại với nhau, thì mình gọi là mô mềm đặc. Rồi mình sẽ qua cái hình số 2 ở đây là mô mềm đạo. Thì mô mềm đạo có nghĩa là lúc này giữa các tế bào nè, thì nó sẽ bị phân hủy, gấp giữa các tế bào nó sẽ bị phân hủy đi, nó sẽ bị phân hủy đi để nó tạo ra các khoảng trống nhỏ, thì mình gọi là đạo. Thì giữa những tế bào mình thấy là giữa các tế bào nó có những cái khoảng trống rất là nhỏ nè, hình tam giác. Thì người ta sẽ quy ước là như thế nào là mô mềm đạo. Thì đối với những tế bào nào mà giữa các tế bào này có những cái khoảng trống hình tam giác, mình thấy nè, giữa các tế bào có các khoảng trống hình tam giác thì nó chính là mô mềm đạo. Nó những cái khoảng trống hình tam giác. Thì bạn thấy trong cái vùng này nè, cũng có những vị trí là khoảng trống nó là hình tứ giác trở lên, nhưng mà cái số lượng này nó rất là ít, nó không nhiều bằng cái số lượng đạo xuất hiện, cho đó nên mình sẽ gọi nó là mô mềm đạo. Rồi cái hình thứ ba nằm bên tay phải của các bạn nè, cái hình nằm bên tay phải của các bạn thì nó là mô mềm khuyết, có nghĩa là giữa các tế bào có những khoảng trống lớn và người ta quy ước là từ tứ giác trở lên thì người ta gọi là mô mềm khuyết. Ví dụ như đây chẳng hạn, mình thấy đây nè, ở vị trí mà còn đánh dấu ít đó, nó chính là các khoảng trống. Thì mình sẽ thấy là các khoảng trống này là từ tứ giác trở lên đó, những khoảng trống này là từ tứ giác trở lên thì mình gọi là mô mềm khuyết. Rồi bây giờ trong các cái hình này, trong các cái hình này thì mình sẽ thấy là có các loại mô mềm. Rồi cái hình đầu tiên ở đây, là các tế bào, là mình thấy giữa các tế bào này nó không có khoảng trống, hình đa giác và giữa các tế bào không có khoảng trống. Thì cái hình đầu tiên phía bên trên này, đây hình đầu tiên phía bên trên này là mô mềm đặc. Hình thứ hai ở bên dưới này nó là mô mềm đạo. Mình thấy giữa các tế bào có khoảng trống hình tam giác nè, thì nó là mô mềm đạo. Hình thứ ba phía bên trên, các tế bào màu xanh ở đây thì nó cũng là mô mềm đạo. Tuy nhiên là cái vách của nó trong trường hợp này nó bị hóa, nó bị tẩm thêm chất gỗ nên mình thấy nó có màu xanh. Thì đây là cái trường hợp mà mô mềm bị hóa thành mô cứng. Hình thứ tư phía bên dưới này thì nó chính là mô mềm khuyết. Và mình thấy khoảng trống giữa các cái tế bào nó sẽ có kích thước là lớn, khoảng trống giữa các tế bào này nó là từ tứ giác trở lên. Vậy thì cái hình thứ tư này nó là mô mềm khuyết. Thì bạn sẽ lưu ý là những cái tế bào đã là tế bào thì nó phải có hình dạng xác định. Mình có thể là mô tả là hình tròn, hình vuông, hình bầu dục, hình đa giác gì đó, thì mình sẽ thấy là tế bào thì nó sẽ có cái hình dạng xác định và nó giới hạn bởi các cái vách. Và còn đối với các cái khoảng trống thì mình sẽ thấy là những khoảng trống thì nó là sẽ, vì nó không có tế bào, do đó cho nên là cái nền của nó sẽ có màu trắng và nó sẽ không có cái hình dạng xác định. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mô mềm, mình sẽ qua cái phần phân loại theo chức năng thì sẽ có. Mô mềm đồng hóa và mô mềm dự trữ. Đồng hóa có nghĩa là nó có chứa lục lạp ở bên trong. Thì những cái mô mềm đồng hóa này mình sẽ thường gặp chủ yếu là ở lá. Tại vì lá là cái nhiệm vụ chính trong quang hợp. Do đó cho nên đối với cái mô mềm đồng hóa này chủ yếu là mình gặp ở lá. Và mô mềm đồng hóa thì sẽ gồm có hai loại là mô mềm hình dậu và mô mềm khuyết, hay còn gọi là mô mềm xốp. Thì trong đó cái mô mềm hình dậu này nè, mô mềm hình dậu là mình chỉ gặp ở phiến lá thôi.
Mô mềm hình dọc là mình chỉ gặp ở phiến lá. Thì dậu có nghĩa là hàng rào. À, bạn sẽ thấy dậu là hàng rào. Rồi, dậu nó có nghĩa là hàng rào. À, vậy thì mình sẽ thấy mô mềm hình dậu là nó những tế bào mà nó thuôn dài giống như các cái cọc hàng rào. Và tất nhiên nó cũng là những tế bào vách mỏng bằng cellulose. Và bên trong nó sẽ có chứa lục lạp thì mình gọi là mô mềm đồng hóa. Rồi, mô mềm xốp hoặc là mô mềm khuyết thì đây là cái loại mô mềm mình gặp ở phiến lá. Thường thì nó sẽ tạo ra mô mềm khuyết và bên trong sẽ có chứa rất nhiều lục lạp thì mình gọi là mô mềm đồng hóa. Rồi ví dụ như là bạn thấy là trong cái hình bên tay trái này nè, hình bên tay trái này thì nó chính là hình ảnh của mô mềm đồng hóa bao gồm có mô mềm dậu và mô mềm khuyết. Rồi mô mềm dậu thì mình thấy là các tế bào ở đây nè nó thun thun dài dài. Các tế bào ở đây nó thun dài. Bên trong có các cái hạt, các cái hạt này chính là lục lạp. Tương tự bên dưới này là mô mềm khuyết vì mình thấy khoảng trống giữa các tế bào nó rất là lớn và bên trong các cái tế bào này nó có chứa các cái bào quang lục lạp, nó có chứa bào quang lục lạp. Thì đây cũng là mô mềm đồng hóa. Hình bên tay phải ngoài cùng bên tay phải của các bạn là hình ảnh của mô mềm dậu và mô mềm khuyết ở phiến lá. Rồi bạn sẽ thấy các tế bào nè, thun dài nè. Rồi đúng không? Mình thấy nó thun thun dài dài nè. Thì đây chính là mô mềm dậu và các bạn thấy là bên trong nó có các cái hạt. Bên trong có các cái hạt thì các cái hạt này nó chính là lục lạp. Bởi vì là mình đã qua cái quá trình là tẩy nhuộm thì cái lục lạp này nó cũng sẽ bị tẩy bay màu đi, nó cũng sẽ bị tẩy mất màu. Do đó cho nên nó là mình thấy là cái lục lạp này nó không có còn màu xanh nữa là như vậy. Rồi bên dưới là mô mềm khuyết. Bên dưới này là mô mềm khuyết. Rồi mình sẽ có cái phân loại kế tiếp là phân loại theo chức năng. Phân loại theo chức năng. Thì phân loại theo chức năng kế tiếp đó là mô mềm dự trữ, là những tế bào cũng vách mỏng và bằng cellulose nhưng bên trong nó có chứa chất dự trữ, ví dụ như là đường, tinh bột, dầu hoặc là đạm gì đó thì mình gọi chung là mô mềm dự trữ. Thì những cái mô mềm dự trữ này mình sẽ gặp ở hạt hoặc là gặp ở các cái củ là chủ yếu. Mình sẽ gặp ở trong hạt hoặc là trong củ là chủ yếu. Ngoài ra mình còn có thể gặp ở trong quả. Phân loại theo một vị trí thì nó khá dễ rồi. Mô mềm nằm ở trong vùng vỏ thì mình gọi là mô mềm vỏ. Nằm trong vùng tủy thì mình sẽ gọi là mô mềm tủy. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm mô che chở. Mô che chở thì nó khi mà mình nghe nói đến mô che chở có nghĩa là vị trí của các có nghĩa là chức năng của các cái mô này là che chở. Và để nó che chở được thì nó sẽ phải nằm ở phía ngoài cùng. Nó phải nằm ở phía ngoài cùng thì nó mới bảo vệ cho các cơ quan bên trong tránh khỏi không khí, tránh khỏi nước, tránh khỏi côn trùng nó tiếp xúc. Do đó cho nên là mình mới gọi nó là mô che chở. Và mô che chở thì nó phải nằm ở ngoài cùng. Nó phải nằm ở ngoài cùng thì nó mới bảo vệ cho các cái cơ quan, các cái mô ở phía bên trong khỏi sự tấn công của côn trùng, của không khí hoặc là của nước. Rồi, và đặc điểm của mô che chở là các tế bào này nó sẽ xếp rất khít nhau và vách thì được tẩm thêm một chất không thấm khí và nước. Đó là đặc điểm của mô che chở. Thì mô che chở nó sẽ ở đây á thì cô sẽ giảng hai loại, đó là mô che chở ở thân
thân ở các cơ quan còn non, có nghĩa là con sẽ giãn cái phần biểu bì và bần. Còn cái mô che chở ở rễ và mô che chở ở hạt thì các bạn sẽ thêm thêm ở trong sách. Rồi, biểu bì thì biểu bì nó sẽ là cái cơ quan mà nó sẽ là cái mô mà che chở cho các cơ quan còn non. Biểu bì thì nó sẽ che chở cho các cơ quan còn non và nó thường chỉ có một lớp vách bằng cellulose. Rồi, đó là đặc điểm của biểu bì, chỉ có một lớp tế bào vách bằng cellulose và tất nhiên nó là tế bào sống. Biểu bì có thể là được tồn, có thể là tồn tại hoặc là được thay thế. Cái câu này là để ám chỉ đến cái biểu bì ở trên thân cây. Có thể là nó, biểu bì này nó sẽ tồn tại suốt cái quãng đời của thân cây, có nghĩa là đối với những cái cây thân cỏ đó, thì mình sẽ thấy là biểu bì nó sẽ là cái mô che chở. Còn đối với các cái cây thân gỗ thì khi mà nó hình thành cấu trúc thứ cấp thì lúc này bần nó sẽ được hình thành và bần nó sẽ thay thế cho biểu bì làm cái nhiệm vụ che chở. Nhìn từ trên xuống có nghĩa là khi mà mình lột cái lớp biểu bì ra, khi mà mình lột lớp biểu bì ra, hay là nhìn từ trên xuống thì biểu bì nó sẽ có hình dạng rất là đa dạng. Thường gặp nhất là mình thấy nó là các cái tế bào hình chữ nhật như thế này, hoặc là có thể là hình lục giác. Và trên biểu bì thì nó sẽ có những cái tế bào hình hạt đậu. Các bạn thấy những tế bào hình hạt đậu ở đây thì nó chính là tế bào lỗ khí. Thì trên biểu bì nó sẽ có tế bào lỗ khí giúp cho cơ quan trao đổi khí và nước với môi trường bên ngoài. Giữa các tế bào thì nó sẽ sắp xếp rất là khít, do đó cho nên là giữa các tế bào này nó sẽ không có khoảng trống, do nó sắp xếp rất là khít nhau. Và cái vách mà tế bào tiếp xúc với không khí bên ngoài thì thường nó sẽ được phủ thêm lớp cutin để giảm cái sự thấm khí và nước. Trên biểu bì nó có thể có lỗ khí, lông che chở hoặc là lông tiết. Rồi, trên biểu bì mình thấy có những tế bào hình hạt đậu thì nó chính là tế bào lỗ khí. Nó chính là tế bào lỗ khí. Và các tế bào lỗ khí này nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống ở chính giữa, người ta gọi là khe lỗ khí. Gọi là khe lỗ khí. Nếu như mình cắt ngang biểu bì và tế bào lỗ khí, đây chính là hình ảnh cắt ngang nè. Hình thứ hai ở chính giữa đó, nó chính là hình ảnh cắt ngang. Thì bên dưới khe lỗ khí sẽ có một khoảng trống, người ta gọi là phòng dưới lỗ khí. Nếu như cắt ngang thì mình sẽ thấy là cắt ngang qua cái vùng mà có tế bào lỗ khí đó, thì mình sẽ thấy dưới các cái khe lỗ khí chính là khoảng trống, người ta gọi là phòng dưới lỗ khí. Gọi là phòng dưới lỗ khí. Rồi, những tế bào biểu bì mà nó bao xung quanh tế bào lỗ khí, những tế bào biểu bì mà bao xung quanh tế bào lỗ khí thì người ta gọi là tế bào bạc. Gọi là tế bào bạc. Là những tế bào mà bao xung quanh lỗ khí thì người ta gọi là tế bào bạc. Thì hình dạng và số lượng của tế bào bạc nó sẽ được sử dụng trong kiểm nghiệm. Ví dụ như mình sẽ có một vài cái kiểu lỗ khí đặc trưng cho các họ, như là kiểu lỗ khí dị bào. Kiểu lỗ khí dị bào thì mình sẽ thấy là đặc trưng cho họ cải chẳng hạn. Hoặc là kiểu lỗ khí xăm bào thì nó sẽ đặc trưng cho họ cà phê. Ví dụ như vậy. Rồi, đây là cái hình ảnh của tế bào lỗ khí nè. Đây là hình ảnh của tế bào lỗ khí, là hai tế bào hình hạt đậu nó quay cái phần lõm của nó vào bên trong như vậy, thì nó sẽ tạo ra cái khe lỗ khí. Bên dưới là hình ảnh các cái kiểu lỗ khí. Bên dưới là hình ảnh, bên dưới này là hình ảnh kiểu của các cái kiểu của tế bào lỗ khí. Mình sẽ có các kiểu như là dị bào, hỗn bào, trực bào, song bào và vòng bào. Thì định nghĩa của những cái kiểu lỗ khí này thì các bạn sẽ đọc thêm ở trong sách, nó cũng khá là dễ. Ví dụ như là trực bào
trực bào có nghĩa là các cái tế bào bạn này nó sẽ phải xếp vuông góc với tế bào lỗ khí thì mình gọi là trực bào. Song bào thì nó dễ rồi, là tế bào lỗ khí cùng với tế bào mạng nó sẽ xếp song song với nhau thì người ta gọi là song bào. Rồi, những cái định nghĩa về các cái kiểu lỗ khí khác thì các bạn sẽ xem thêm ở trong sách. Rồi, đây là cái hình ảnh của các cái tế bào biểu bì. Rồi, cái vị trí mũi tên mà màu xanh nè các bạn, mũi tên màu xanh lá cây nè, thì nó chính là chỉ vào các tế bào biểu bì, chính là cái lớp tế bào này nè, là những tế bào biểu bì. Vì sao cô nhìn vào đây cô biết đó là biểu bì nè? Bởi vì nó chỉ có một lớp tế bào thôi. Mình nhìn cái tế bào ở phía bên trên này với những tế bào phía bên dưới thì hình dạng kích thước của các tế bào này nó khác nhau, đúng không? Mà nãy mình thấy cô nói rồi, mô là tập hợp các tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau. Cô xin lỗi, mô là tập hợp các tế bào có hình dạng và kích thước giống nhau. Do đó cho nên là mình sẽ thấy là cái lớp tế bào bên trên nè với tế bào bên dưới là nó sẽ thuộc hai mô riêng biệt. Và mình sẽ thấy là những tế bào này có vách màu hồng, cái phần viền phía bên ngoài đó là vách, thì nó sẽ có vách màu hồng và nó nằm ngoài cùng. Bởi vì mình thấy bên trên này nè, phía bên trên này nè, không còn các tế bào nào nữa, thì có nghĩa là nó đã nằm ngoài cùng rồi. Vậy là một lớp tế bào nằm ngoài cùng và vách bằng cellulose. Do đó cho nên là cái lớp tế bào mà chị mũi tên màu xanh lá cây đó thì nó chính là cái tế bào biểu bì. Rồi cái phần mũi tên màu đỏ, phần mũi tên màu đỏ ở đây thì nó chính là các tế bào lỗ khí. Nó chính là tế bào lỗ khí. Và bên dưới các tế bào lỗ khí nè, bên dưới khe lỗ khí mình thấy nó có khoảng trống, thì đây chính là phòng giữ lỗ khí. Còn phần mũi tên mà màu xanh da trời thì nó chính là lớp cutin. Phần mũi tên màu xanh da trời thì nó chính là lớp cutin. Thì lớp cutin này nó chỉ xuất hiện ở cái vách ngoài thôi, là cái vách mà biểu bì nó tiếp xúc với không khí đó thì nó mới xuất hiện lớp cutin này. Chức năng của cutin là nó sẽ làm giảm cái sự thoát hơi nước và ngăn làm giảm cái sự thoát hơi nước. Thì cutin nó không phải là tế bào, nó chỉ là một cái lớp màng dày hoặc là mỏng nó phủ lên thôi, chứ nó không phải là tế bào. Rồi trên miễn bì thì nó sẽ có thể là có những tế bào kéo dài ra để chân dài và đầu nhọn. Nó sẽ có những tế bào biểu bì kéo dài ra thành những tế bào có hình dạng chân dài và đầu nhọn. Thì đó chính là lông che chở. Thì chức năng của lông che chở là tăng cường vai trò bảo vệ hoặc là làm giảm sự thoát hơi nước. Và cái hình dạng của lông che chở, số lượng tế bào tạo ra lông che chở thì nó sẽ có ý nghĩa trong cái việc kiểm nghiệm dược liệu, đặc biệt là khi mà mình soi bột. Rồi lông che chở thì nó có thể là do một tế bào tạo nên, người ta gọi là lông che chở đa bào. Còn do một à, cô xin lỗi, lông che chở nếu mà do nhiều tế bào tạo thành thì người ta gọi là lông che chở đa bào. Còn nếu như mà nó chỉ có một tế bào thôi thì người ta gọi là lông che chở đơn bào. Rồi ví dụ như là hai cái hình bên tay phải mà bạn đang quan sát. Hai cái hình bên tay phải mà bạn đang quan sát ở đây thì bạn sẽ thấy nó là hình ảnh của lông che chở. Hình phía bên trên này nè là lông che chở đa bào. Còn hình bên dưới này là lông che chở đơn bào, là những tế bào, là cái lông che chở này nó chỉ có một tế bào tạo nên.
Rồi, đây là hình ảnh của một số kiểu lông che chở. Ví dụ như mình thấy là lông che chở đa bào hình sao. Đây là lông che chở đa bào hình sao. Thì cái kiểu này là nó sẽ đặc trưng cho một số cây trong cái họ cà. Này, mình sẽ qua cái mô kế tiếp nằm trong biểu bì, đó chính là hạ bì. Thì hạ là dưới, còn bì là biểu bì. Hạ là dưới, còn bì là biểu bì. Thì hạ bì là những tế bào nằm bên dưới biểu bì và có kích thước rất lớn. Hạ là dưới, còn bì là biểu bì. Thì hạ bì là để chỉ đến tế bào nằm dưới biểu bì và có kích thước rất lớn. Dưới biểu bì thì nó có thể là mô mềm hoặc là mô dày hoặc là mô cứng hoặc là hạ bì. Tuy nhiên hạ bì thì nó sẽ có đặc điểm là có vách bằng cellulose và kích thước rất lớn, kích thước rất lớn. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái hình số, trong này thì cái vị trí mô số 1 nè, vị trí của cái mô số 1 ở đây nè, thì nó chính là biểu bì, một lớp tế bào vách bằng cellulose và nằm ngoài cùng. Hình số 2 là những tế bào này nằm bên dưới biểu bì nhưng mà kích thước của nó rất là lớn, đúng không? Kích thước rất là lớn. Thì số 2 nó chính là hạ bì. Còn số 3 thì nó chính là mô mềm vỏ khuyết. Mô mềm vỏ khuyết. Rồi, đối với cái mô che chở ở rễ thì bạn sẽ xem thêm ở trong sách. Mô che chở ở rễ thì mình sẽ xem thêm ở trong sách. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bần. Bần thì nó là những tế bào chết vì vách nó tẩm chất bần thì nó không thấm khí và nước, do đó cho nên là nó là những tế bào chết và nó sẽ che chở cho các cái cơ quan già của cây, ví dụ như là thân hoặc là rễ của lớp ngọc lan cấp 2 hoặc là ngành hạt trần thì nó mới có bần. Và như lúc nãy cô nói thì bần nó sẽ xếp thành nhảy xuyên tâm và đồng tâm. Rồi bây giờ cô sẽ hỏi các bạn, cô sẽ hỏi các bạn là bần nó do mô gì tạo ra? Bần nó sẽ do mô gì tạo ra? Mình vừa trả lời cho nó đỡ buồn ngủ ha. Rồi ví dụ giờ cô sẽ mời bạn. Lê Nguyễn Duy Khoa. Bạn Lê Nguyễn Duy Khoa trả lời cho cô là bần nó sẽ do mô gì tạo ra? Dạ, bần bần là mô phân sinh thứ cấp của để Đúng giúp rồi. tăng trưởng chiều ngang của rễ. Nó do mô phân sinh thứ cấp tạo ra là đúng rồi, nhưng mà cụ thể là cái mô phân sinh nào, mô phân sinh thứ cấp nào? Dạ là mô phân sinh thứ cấp của tầng sinh bần. Không phải mô phân sinh thứ cấp của tầng sinh bần mà nó là tầng sinh bần lục bì tạo ra luôn. Tầng sinh bần lục bì thì nó là mô phân sinh thứ cấp nhưng mà nó sẽ
Bạn Khoa thì trả lời gần đúng thôi chứ chưa có đúng lắm. Bần thì nó sẽ do tần sinh bần lục bì tạo ra, và tần sinh bần lục bì thì nó thuộc nhóm mô phân sinh thứ cấp. Nếu mà em chỉ trả lời nó là mô phân sinh thứ cấp không không thì nó chưa chính xác, bởi vì trong cái nhóm mô phân sinh thứ cấp nó có tới hai loại là tượng tần và tần sinh bần lục bì. Do đó nên là mình phải nói cụ thể là bần do tần sinh bần lục bì, hoặc là tần sinh vỏ, hay là tần bì sinh tạo ra. Rồi, chính bởi vì là nó do cái mô phân sinh thứ cấp tần sinh bần lục bì sinh ra nên là nó sẽ xếp thành dãy xuyên tâm và đồng tâm. Và cô sẽ hỏi một bạn là bạn Võ Lê Phương Linh. Bạn sẽ cho cô biết là vị trí của bần là nằm ở đâu? Dạ, vị trí của bần là vị trí của bần là nằm ở cái cơ quan già. Vị trí của bần có nghĩa là nó nằm ở đâu so với các cái mô khác. Còn bần thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở cơ quan già, có nghĩa là ở rễ hoặc là thân của lớp ngọc lan cấp 2 hoặc là ngành hạt trần. Nhưng mà nó sẽ nằm ở đâu? Vì nó là mô che chở nên nó nằm ở đâu? Rồi Linh trả lời được không? Có biết là vị trí bần nó nằm ở đâu không? Rồi, bần vì nó là mô che chở đúng không? Do đó cho nên là bần nó phải nằm ở ngoài cùng. Nằm ở ngoài cùng so với nằm ở ngoài cùng của cơ quan so với các cái mô khác thì nó mới che chở cho những cái mô ở phía bên trong không bị nước hoặc là không khí hoặc là côn trùng nó tấn công. Được chưa? Thì nó giống như biểu bì đó, biểu bì là nằm ở ngoài cùng thì bây giờ bần nó cũng sẽ nằm ở ngoài cùng. Nè, biểu bì nằm ở ngoài cùng thì bây giờ bần nó cũng nằm ở ngoài cùng, chỉ có điều bần thì nó là những tế bào vách tổng chất bần và nó nhiều lớp. Nó nhiều lớp, bần là nhiều lớp. Biểu bì thì chỉ có một lớp thôi, còn bần thì nó sẽ là nhiều lớp và vách tổng chất bần. Rồi, trên biểu bì thì mình sẽ thấy có lỗ khí để giúp cho cơ quan trao đổi khí và nước với môi trường bên ngoài. Thì bây giờ trên bần nó cũng sẽ có lỗ vỏ, trên bần nó cũng sẽ có lỗ vỏ để cơ quan trao đổi khí và nước với môi trường bên ngoài. Rồi, bạn sẽ nhìn thấy những cái tế bào mà nó xếp thành dãy xuyên tâm ở đây. Những tế bào mà nó xếp thành dãy xuyên tâm mà nó màu xanh. Những tế bào xếp thành dãy xuyên tâm nha, tại trong này nó có tới hai mô có màu xanh lận, thì những tế bào mà nó xếp thành dãy xuyên tâm ở đây này thì nó chính là bần. Bên dưới bần là mình thấy những tế bào bắt bằng cellulo màu hồng và nó cũng xếp thành dãy xuyên tâm với bần thì nó chính là lục bì, còn nếu như mà ở rễ thì mình sẽ gọi là nhu bì. Và khi mà bần nó xuất hiện thì vì bần là vách tổng chất bần, nó không có thấm khí và nước, do đó cho nên là những cái mô mà nó nằm phía bên ngoài bần đó thì nó sẽ không có được nuôi dưỡng tiếp tục nên nó sẽ trở thành mô chết. Và lúc này cái lớp mô chết ở phía bên ngoài cùng với bần người ta gọi là thụ bì,
mô chết phía bên ngoài cùng với bần thì người ta gọi là thụ bì. Và sau này thì cái mô chết này nè, dần dần thì cái mô chết này nó sẽ bị băm ra. Dần dần thì cái mô chết này nó sẽ bị băm ra. Còn nếu như nó chưa có băm hoàn toàn thì mô chết cùng với bần người ta gọi là thụ bì. Rồi, đây chính là hình ảnh của mô chết. Mình thấy là các tế bào này nó đang bị băm ra nè. Rồi, bạn thấy là phía đây những tế bào màu xanh và xếp hình dãy xuyên tâm nào thì nó chính là bần. Phía bên ngoài bần là những cái tế bào mô chết, thì bần và mô chết là người ta gọi là thụ bì. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái nhóm mô kế tiếp là mô nâng đỡ. Mình qua cái nhóm mô kế tiếp đó chính là mô nâng đỡ. Thì để mà nó làm được cái nhiệm vụ nâng đỡ thì vách nó phải dày. Điều đầu tiên của những cái tế bào, đặc điểm của những tế bào trong nhóm mô nâng đỡ đó chính là vách nó phải dày. Và sẽ có hai loại là mô dày và mô cứng. Thì mô dày có nghĩa là những tế bào này có vách dày và bằng cellulose thì mình gọi là mô dày. Còn mô cứng là những tế bào có vách dày nhưng mà vách tẩm thêm chất gỗ thì mình gọi là mô cứng. Bạn lưu ý mô cứng là vách phải tẩm chất gỗ nha. Mô bần thì mình dễ nhớ rồi, mô bần là vách tẩm chất bần, nhưng mà mô cứng thì vách sẽ tẩm chất gỗ. Rồi, mô dày nó sẽ có nhiệm vụ là nâng đỡ cho các bộ phận còn non, và mình sẽ gặp là ở các cái bộ phận còn non của lớp ngọc lan. Mô dày là mình sẽ gặp, nó sẽ là mô nâng đỡ cho các bộ phận còn non của lớp ngọc lan. Thật ra thì có những trường hợp các cái cơ quan mà già thì nó vẫn có mô dày chứ không phải là không có. Thì mô dày là cái mô nâng đỡ, nói chung lại thì mô dày là cái mô nâng đỡ cho thân hoặc là cho lá của lớp ngọc lan, cho thân hoặc là cho lá của lớp ngọc lan. Còn non hoặc là già thì tùy vào mỗi một loài. Thì mình nói chung là mô dày là nó sẽ nâng đỡ cho các cái cơ quan là thân và lá của lớp ngọc lan. Ở rễ lớp ngọc lan thì sẽ không có mô dày. Bạn sẽ lưu ý là rễ cây thì sẽ không có mô dày. Và nó là những tế bào sống vách dày và bằng cellulose. Và bởi vì cái vách của nó bằng cellulose rất dày nên nó sẽ bắt màu thuốc nhuộm nhiều hơn. Nên khi mà mình nhuộm đó thì mình sẽ thấy là cái môi dày nó có màu hồng đậm. Môi dày nó có màu hồng đậm. Rồi, cô nói lại thì môi dày là những tế bào mà có vách dày và bằng cellulose. Nên khi mà mình nhuộm kết lên thì mình sẽ thấy nó có màu hồng đậm. Mình sẽ thấy nó có màu hồng đậm. Trong các cái câu hỏi về cái phần mà ứng dụng của cái phần mà mô này nè các bạn, thì người ta sẽ thường là có những cái câu hỏi ví dụ như là quan sát trên kính hiển vi thì thấy một vùng mô có màu hồng đậm nằm bên dưới biểu bì thì đó là mô gì? Thì đó là những cái câu hỏi ứng dụng. Thì khi người ta mô tả như vậy mình phải biết là người ta đang nói đến mô dày. Được không? Rồi. Do đó cho nên là cái chuyện mà những cái tế bào này nó có màu sắc như thế nào là bạn phải ghi chúng lại cho nó kỹ lưỡng. Và mô dày thì nó sẽ tập trung ở chỗ lồi của cuống lá và thân cây, và nó nằm ở dưới biểu bì, nằm dưới biểu bì. Bạn thấy cô nhấn mạnh cái chỗ dưới biểu bì nè, thì đó là cái vị trí thường gặp của mô dày, là nó sẽ tập trung nhiều ở chỗ lồi của các cơ quan và nó nằm ở dưới biểu bì. Nằm dưới biểu bì. Rồi, mình sẽ có 3 loại là mô dày tròn, mô dày góc và mô dày phiến, là dựa vào cái mức độ vách dày lên ở đâu, dựa vào vị trí vách dày lên ở đâu mà mình có 3 loại là mô dày góc, mô dày tròn và mô dày phiến.
Rồi ví dụ như trong cái hình này mình sẽ thấy là ở cái thân vuông, ở cái thân hình vuông mà mình thường có thể là gặp ở họ hai môi chẳng hạn, họ bạc hà đó, thì mình sẽ thấy là nó có xuất hiện các cái màu hồng đậm. Đây, màu hồng đậm chỗ này nè, ở các cái vị trí lồi của cơ quan, thì đây chính là cái vị trí của mô dày. Vùng tế bào nó có màu hồng đậm nè. Rồi, nó chính là vị trí của mô dày. Và hồng đậm nhưng mà phải nhớ cho cô là nằm dưới biểu bì nữa nha, thì nó sẽ là mô dày. Rồi, hoặc là ở trên cái lá thì mình sẽ thấy là nó sẽ có mô dày, nó sẽ có ở các chỗ lồi của cơ quan và nó nằm ở dưới biểu bì. Mình thấy rất là rõ là nó nằm ở bên dưới biểu bì nè. Rồi, lớp mỏng mỏng phía bên ngoài này chính là biểu bì đó, thì nó sẽ nằm dưới biểu bì. Rồi, mô dày phiến, mô dày phiến, thì cái mô dày phiến này là những tế bào mô dày, những tế bào mà có vách dày lên theo phương tiếp tuyến, những tế bào mà vách dày lên theo phương tiếp tuyến thì mình gọi là mô dày phiến, thì gọi là mô dày phiến. Dễ hiểu thì mình sẽ thấy là chỉ có những cái vách nào nằm ngang, vách nào nằm ngang là những cái vách nằm ngang phía bên trên nè và phía bên dưới này nè, nó mới dày lên, thì mình gọi là mô dày phiến. Mô dày tròn, mô dày tròn có nghĩa là tất cả các vách của tế bào đều dày lên thì mình gọi là mô dày tròn. Ví dụ như trong cái hình này mình thấy nè, những tế bào mô dày ở đây nó có hình tròn đúng không, và xung quanh những cái tế bào này nó đều có cái phần màu hồng đậm hết, nó đều có xuất hiện màu hồng đậm hết, thì cái phần màu hồng đậm phía bên ngoài đó nó chính là vách tế bào, và mình thấy là vách rất dày. Còn cái phần hồng, màu hồng ở đây nè các bạn, cái phần màu hồng này nè, thì nó chính là khoang tế bào, nó là khoang tế bào. Còn cái phần màu hồng đậm phía bên ngoài nó mới là vách, được không? Mình sẽ lưu ý chỗ này cho cô nha. Là cái phần màu hồng nhạt nè, màu hồng nhạt nè, mình thấy nó sáng sáng lên ở đây nè, thì nó là khoang tế bào. Còn cái phần màu hồng đậm nằm bên ngoài nó là vách. Và mình thấy là tất cả các vách nó đều có màu hồng đậm, có nghĩa là tất cả các vách đều dày lên, thì mình gọi là mô dày tròn. Mình gọi là mô dày tròn. Rồi, mô dày góc có nghĩa là vách dày lên ở góc. Ví dụ như cái hình này mình thấy rất là rõ nè, vách dày lên ở góc thì gọi là mô dày góc. Rồi, bây giờ mình sẽ qua mô cứng. Thì như lúc nãy cô nói, mô cứng là những tế bào có vách bị hóa gỗ hay là vách tẩm chất gỗ. Do vách nó bị tẩm thành chất, nó bị hóa gỗ do nó, nên là các tế bào này nó sẽ là mô chết, nên nó sẽ là mô chết. Và trên vách thì sẽ có ống trao đổi, trên vách sẽ có các ống trao đổi, thì ống trao đổi này là nó sẽ giúp cho cái sự vận chuyển nước đi qua các tế bào. Mô cứng thì mình sẽ xuất hiện, mình sẽ thấy là nó xuất hiện ở các cơ quan già. Mô cứng nó sẽ xuất hiện ở các cơ quan già, có nghĩa là rễ, thân hoặc là lá. Ví dụ như cái lá nó già đi thì nó cũng sẽ xuất hiện mô cứng. Và mô cứng thì mình sẽ thấy nó là cái mô nâng đỡ mà mình gặp ở trong lớp hành. Trong lớp hành, nghĩa là rễ, thân và lá của lớp hành thì mình sẽ thấy là nó có xuất hiện mô cứng. Ở lớp ngọc lan, các cơ quan của lớp ngọc lan thì khi cơ quan già đi cũng có thể xuất hiện mô cứng. Như vậy thì mình nói chung mô cứng là mô nâng đỡ cho những cơ quan già. Và ngoài ra thì đối với ở lớp hành thì có thể là khi cơ quan này nó vẫn còn non thì vẫn có mô cứng rồi. Và phân loại thì mình sẽ có 3 kiểu, 3 loại, đó là tế bào mô cứng, thể cứng và sợi mô cứng. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tế bào mô cứng trước. Thì tế bào mô cứng là những tế bào có vách dày
hóa gỗ và có ống trao đổi. Cái trường hợp mà ống trao đổi này thì có thể là mình không thấy, không phải lúc nào cũng thấy được cái ống trao đổi này, nhưng mà nó là những tế bào có vách dày và hóa gỗ hay là vách tẩm chất gỗ. Và các tế bào mô cứng này có thể đứng riêng lẻ hoặc là tụ thành đám hoặc là thành vòng. Ví dụ như trong cái hình này mình thấy là các tế bào mô cứng nó đứng riêng lẻ một mình. Nó sẽ có các phần vách rất là dày. Đây, từ ngoài vào trong đây, chỗ này nó chính là vách dày. Cái phần màu xanh mà mình thấy nó sáng sáng lên ở đây nè, chỗ này nè. Phần màu xanh mà mình thấy nó sáng lên chỗ này nè, thì nó chính là khoang tế bào. Và mình sẽ thấy là từ khoang tế bào ra vách bên ngoài nó có những cái đường, những cái ống rất là hẹp. Thì đây chính là ống trao đổi. Rồi, trên cái vách này nè thì mình sẽ thấy nó có những cái đường đồng tâm. Thì những đường đồng tâm này nó chính là vân tăng trưởng, vân tăng trưởng của các tế bào mô cứng. Rồi, tuy nhiên không phải lúc nào tế bào mô cứng mình cũng thấy được vân tăng trưởng, mình cũng thấy được ống trao đổi đâu các bạn. Mình chỉ có những trường hợp mình chỉ thấy được cái vách nó dày lên và vách nó có màu xanh. Chứ còn cái trường hợp mà thấy rõ ống trao đổi và vân tăng trưởng như vậy thì rất là hiếm. Nó có thể là tụ thành vòng. Cái hình này thì chỉ có một chụp được một phần thôi. Nhưng mà mình thấy là phía dưới này nè, các cái tế bào chính là các cái tế bào mô cứng. Thì trong cái hình này là mình chỉ thấy được những tế bào này có vách dày lên, có màu xanh, là vách tẩm chất gỗ thôi. Mình không có thấy được ống trao đổi. Rồi, đây là cái hình ảnh của các tế bào mô cứng mà nó tập hợp lại thành từng đám. Đây, đây chính là hình ảnh của tế bào mô cứng mà nó tạo thành vòng. Người ta gọi là vòng đai mô cứng. Và bạn sẽ thấy là ví dụ trong cái hình này mình thấy nó có những tế bào màu hồng đậm chỗ này nè. Thì những tế bào màu hồng đậm chỗ này nó là cái gì đây? Những tế bào màu hồng đậm cái bên ngoài này nè thì nó là cái gì? Cô sẽ nhờ một bạn trả lời cho cô. Rồi, bạn Nguyễn Thị Như Ngọc. Dạ thưa cô, đó là mô dày. Rồi, đúng rồi. Thì bạn sẽ thấy, các bạn sẽ thấy là đó là một cái kiểu câu hỏi áp dụng, nghĩa là người ta có thể cho mình một cái hình rồi kèm theo mô tả hoặc là diễn giải chú thích gì đó thì sẽ yêu cầu mình là nhận diện xem thử đó là cái gì. Thì đó là một cái kiểu câu hỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái kiểu, cái loại tiếp theo ở trong mô cứng, đó chính là thể cứng. Thì thể cứng là những tế bào mô cứng nhưng mà nó bị phân nhánh. Có nghĩa là nó chỉ là một tế bào thôi. Ví dụ như là trong cái hình thể cứng ở đây, mình thấy là nó giống như là cái hình ngôi sao. Thì đây là một tế bào thôi và nó bị phân nhánh ra. Và nó có kích thước lớn, nó có kích thước rất là lớn. Mình so giữa cái kích thước của cái thể cứng này với những tế bào xung quanh, những tế bào mô mềm xung quanh nè, là mình sẽ thấy rất là rõ cái thể cứng này có kích thước lớn. Rồi, bạn có thể cho cô biết là cái thể cứng này nè, thì vách của nó là bằng cái gì? Nghĩa là vách bằng cellulo hay là vách khóe bần hay là vách khóe gỗ? Rồi, bạn Nguyễn Trúc Ngân. Dạ em nghe cô ơi. Rồi em trả lời cho cô là cái thể cứng đó, thì những cái tế bào của thể cứng là vách tẩm chất bần hay vách tẩm chất gỗ hay là vách bằng cellulo? Dạ
Dạ vách phần cellulo. Phải không? Thể cứng là nó nằm trong nhóm mô cứng. Mà mô cứng thì vách nó sẽ là bằng cái gì? Vách gỗ. Ừ, vách tổng chất gỗ đúng không? Hay là vách hóa gỗ. Thì mình sẽ lưu ý là thể cứng vì nó cũng là mô cứng. Nó cũng là mô cứng. Do đó cho nên nó cũng là vách tổng chất gỗ hoặc là vách hóa gỗ. Dạ. Nó cũng sẽ có những đặc điểm. Ví dụ như là nó cũng có khoang tế bào. Bạn thấy là nó có cái khoảng trống nè. Nó có cái khoảng trống phía bên trong nè. Thì nó chính là cái khoang tế bào. Rồi nó cũng sẽ có các cái ống trao đổi y chang như là cái tế bào mô cứng vậy đó. Chỉ có điều khác là nó phân nhánh và kích thước nó lớn thôi. Yeah. Rồi, cảm ơn bạn. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái sợi mô cứng. Rồi bây giờ mình sẽ qua sợi mô cứng. Thì sợi là những cái, nếu mà mình nhìn từ trên xuống thì mình thấy là sợi là những tế bào nó dài và hẹp. Mình thấy giống như các cái sợi dây đó, thì nó sẽ là những tế bào dài, những tế bào dài hình thoi, và cái khoang của tế bào rất hẹp. Khoang của tế bào rất hẹp. Tại sao cô nhấn mạnh khoang tế bào rất hẹp? Là bởi vì nó chính là cái đặc điểm giúp cho mình phân biệt giữa tế bào mô cứng và sợi mô cứng. Là mình sẽ phân biệt dựa vào cái khoang của tế bào. Nếu như mà khoang hẹp thì nó là sợi mô cứng. Và thường sợi mô cứng đó, thì mình thấy cái tiết diện của cái sợi là nó hình tròn. Thì sợi mô cứng là thường là nó sẽ tròn tròn. Còn cái tế bào mô cứng đó, thì cái tiết diện của nó sẽ có hình đa giác. Thường là như vậy. Rồi, đây là cái hình ảnh của sợi mô cứng mà nhìn từ trên xuống khi mà mình soi bột dược liệu. Thì đây chính là hình ảnh của sợi mô cứng. Rồi, còn đây là hình ảnh của sợi mô cứng cắt ngang. Thì mình thấy là cái phần mà màu xanh phía bên ngoài nó chính là vách. Mình thấy là vách rất là dày. Và cái phần mà màu hồng hồng ở phía bên trong nó nhỏ tí xíu đó, thì nó chính là khoang tế bào. Thì mình thấy là khoang nó rất là hẹp. Và sợi mô cứng này thì nó sẽ tùy thuộc vào vị trí nó nằm ở đâu mà nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là sợi trụ bì, sợi ly be hoặc là sợi gỗ. Sợi trụ bì có nghĩa là cái vị trí của sợi mô cứng này nằm ngay trụ bì. Nghĩa là các tế bào trụ bì nó hóa thành sợi mô cứng thì người ta gọi là sợi trụ bì. Rồi, hay là ly be. Mình sẽ thấy là trong cái vùng ly be 2 nó xuất hiện các cái sợi mô cứng thì người ta gọi là sợi ly be. Tương tự như vậy đối với sợi gỗ. Rồi đây chính là hình ảnh của cái sợi trụ bì. Nó chính là cái sợi mô cứng nè. Mình thấy những cái tế bào màu xanh có vách, những tế bào có cái vách màu xanh rất là dày đó, thì nó chính là sợi mô cứng. Và nó nằm ở vị trí của trụ bì, người ta gọi là sợi trụ bì. Rồi, hay là các cái sợi mô cứng nó nằm ở trong vùng ly be, người ta gọi là sợi ly be. Các cái sợi mô cứng nè, những tế bào màu xanh ở chỗ này nè, mình thấy là cái khoang nó rất là hẹp đó, thì nó chính là sợi ly be. Đó là sợi mô cứng nhưng vì nó nằm trong vùng ly be thì người ta gọi nó là sợi ly be. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái mô kế tiếp là mô dẫn. Mình qua cái mô kế tiếp là mô dẫn. Thì mô dẫn
Nó sẽ làm cái nhiệm vụ là dẫn nhựa. Ở đây sẽ có hai loại là dẫn nhựa nguyên hoặc là dẫn nhựa luyện. Thì do nó dẫn nhựa, do đó nên là nó sẽ phải là những tế bào rất là dài và nó xếp nối tiếp với nhau thành từng dãy song song với trục của các cơ quan. Đó là đặc điểm của mô dẫn, là những tế bào này nó phải rất là dài và nó sẽ xếp nối tiếp nhau thành từng dãy song song với trục của cơ quan và dùng để dẫn nhựa. Và mình có hai loại nhựa là nhựa nguyên và nhựa luyện. Nhựa nguyên là gồm có nước và các muối vô cơ hòa tan trong nước thì mình gọi là nhựa nguyên. Nhựa luyện thì nó là sản phẩm của quá trình quang hợp thì người ta gọi là nhựa luyện. Thì trong mô dẫn nó sẽ có hai loại là mô gỗ và mô ly be. Thì mô gỗ nó sẽ làm nhiệm vụ là dẫn nhựa nguyên, còn mô ly be thì nó sẽ làm nhiệm vụ là dẫn nhựa luyện. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái mô gỗ. Mô gỗ thì như lúc nãy ban đầu cô nói với các bạn đó, trong năm trong sáu cái môn mà mình học thì chỉ có cái môn dẫn là nó không có tuân theo cái định nghĩa về cấu về mô thực vật. Có nghĩa là trong cái môn dẫn này thì nó sẽ có rất nhiều loại tế bào, mỗi một loại tế bào nó sẽ đảm nhiệm một chức năng khác nhau, chứ nó không có giống như định nghĩa của mô là tập hợp các tế bào cùng hình dạng, cùng cấu trúc và đảm nhiệm cùng một chức năng, nó không có giống như vậy. Rồi, trong cái mô gỗ thì mình sẽ có hai loại là mạch ngăn và mạch thông. À, con xin lỗi, trong cái mô gỗ thì mình sẽ có hai yếu tố là yếu tố dẫn và yếu tố không dẫn. Thì mô gỗ là nó làm nhiệm vụ dẫn nhựa nguyên, thì nó sẽ có yếu tố dẫn và không dẫn. Thì trong đó cái yếu tố dẫn chính là các cái mạch. Thì những cái mạch này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là dẫn nhựa nguyên, chính là dẫn nước và các cái muối vô cơ. Thì trong mạch mình sẽ có mạch ngăn và mạch thông. Mạch ngăn có nghĩa là nó vẫn còn vách ngăn ngang giữa các tế bào mạch gỗ thì mình gọi là mạch ngăn. Còn mạch thông có nghĩa là những cái nó sẽ không còn cái vách ngăn ngang giữa các tế bào mạch gỗ nữa thì mình sẽ gọi là mạch thông. Còn đối với yếu tố không dẫn thì mình sẽ có sợi gỗ và mô mềm gỗ. Thì sợi gỗ nó chính là các cái tế bào có vách dày lên và tổng chất gỗ. Nó chính là sợi mô cứng đó. Nhưng mà vì nó nằm trong vùng gỗ nên mình gọi là sợi gỗ. Thì nhiệm vụ của sợi gỗ là nâng đỡ. Còn đối với mô mềm gỗ thì mô mềm gỗ có nghĩa là mô mềm nằm trong vùng gỗ thì mình gọi nó là mô mềm gỗ. Được không? Mô mềm gỗ có nghĩa là những tế bào mô mềm nhưng nó nằm trong vùng gỗ thì mình gọi là mô mềm gỗ. Vậy thì mô mềm là có nghĩa là những tế bào này vách nó vẫn mỏng. Có nghĩa là những tế bào này vách nó vẫn mỏng. Và vì nó là mô mềm nên vách có thể là vẫn bằng cellulose, hoặc là nó cũng có thể bị hóa gỗ hay là vách tổng chất gỗ. Mô mềm gỗ thì nó sẽ có hai trường hợp, có thể là những tế bào vách mỏng bằng cellulose hoặc là những tế bào mà vách bị tổn thêm chất gỗ hay là vách hóa gỗ. Và nhiệm vụ của mô mềm gỗ là dự trữ, nhiệm vụ của mô mềm gỗ là dự trữ.
còn nhiệm vụ của sợi gỗ là nâng đỡ. Tuy nhiên cái trường hợp mà sợi gỗ thì nó sẽ rất là hiếm gặp. Sợi gỗ thì rất là hiếm gặp. Rồi, đây là hình ảnh của mạch ngăn và mạch thông. Thì mạch thông có nghĩa là vách ngăn ngang giữa các cái tế bào nó sẽ không còn nữa. Vách ngăn ngang giữa các cái tế bào của mạch gỗ đó nó sẽ không còn nữa. Còn mạch là mạch thông, còn mạch ngăn là vách ngăn ngang giữa các tế bào nó vẫn còn. Thì ở trong sách người ta sẽ có định nghĩa là các mạch vòng, mạch xoắn, mạch mạng, mạch chấm. Thì cái này là cái đặc điểm mà cái vách của các cái mạch gỗ này nó tẩm thêm chất gỗ như thế nào. Mà mình sẽ có các tên gọi khác nhau là mạch vạch, mạch mạng hoặc là mạch chấm. Thì những cái định nghĩa này thì bạn sẽ xem thêm ở trong sách. Bạn sẽ xem thêm ở trong sách. Ví dụ như là trong cái hình ảnh mà bạn đang quan sát ở đây chính là hình ảnh của các cái mạch gỗ. Thì mạch là các cái yếu tố dẫn, có nghĩa là nó là giống như các cái ống dẫn nước đó. Thì mình sẽ thấy là nó rộng ở bên trong. Cái vách bên ngoài này là vách bằng cellulo và tẩm thêm chất gỗ. Thì tùy thuộc vào mức độ nó tẩm chất gỗ như thế nào mà mình có các tên gọi là mạch vạch, mạch mạng, mạch chấm hay mạch xoắn gì đó. Đây là hình ảnh của cái mạch gỗ mà mình chụp bằng kính hiển vi điện tử. Có nghĩa là trên thực tế thì mình sẽ thấy mạch gỗ nó có hình dạng như thế này. Rồi, thì khi mà mình cắt dập, thì mình mới phân biệt được nó là mạch ngăn hay là mạch thông. Còn trong trường hợp mình cắt ngang, nếu mà mình cắt ngang thì mình không có phân biệt được là nó là mạch ngăn hay mạch thông. Thì mình chỉ gọi chung nó là mạch gỗ thôi. Rồi, cái hình ở bên tay phải là hình ảnh của các cái mô gỗ. Rồi, trong cái hình bên tay phải nè là cái hình ảnh cái vùng mô dẫn. Thì bạn sẽ thấy là cái vùng này, cái vùng màu xanh chỗ này nè các bạn, nó chính là cái vùng mô gỗ. Thì trong cái hình ảnh, trong cái mô gỗ ở đây thì mình sẽ gồm có hai thành phần của mô gỗ, chính là mạch gỗ và mô mềm gỗ. Sợi gỗ trong cái hình này nó không có, và cũng rất là hiếm trường hợp mà có sợi gỗ. Do đó cho nên là thường thì chỉ quan tâm đến hai thành phần là mạch gỗ và mô mềm gỗ thôi. Và tại sao nhìn vào đây cô biết được cái vùng mô màu xanh này nó là mô gỗ? Lúc nãy các bạn đã học thì mình còn ngoài cái mô gỗ ra thì mình sẽ có bần và mô cứng, là những cái tế bào mà nó có thể mắc màu xanh, đúng không? Mình sẽ có bần nè. Mô cứng. Và mô gỗ là những tế bào mà nó khi mình nhuộm lên mình thấy nó có màu xanh. Thì làm sao mà cô có thể phân biệt được những cái mô có màu xanh này với nhau? Bây giờ mình sẽ đối với trường hợp mà nó có cùng màu như vậy thì mình sẽ phân biệt dựa vào vị trí, hoặc là mình sẽ phân biệt dựa vào cái cách sắp xếp hoặc là những cái đặc điểm khác của mô. Bây giờ mình sẽ nói về bần trước. Tại sao cái vùng mô màu xanh này nó không phải là bần? Bởi vì bần thì nó phải nằm ở vị trí là ngoài cùng.
bần là nó phải nằm ở ngoài cùng. Trong khi đó bạn thấy cái mô màu xanh này nè, nó nằm ở dưới rất là nhiều lớp tế bào, đúng không? Do đó cho nên là cái vùng mô màu xanh này nó không thể nào là bần được. Như vậy mình sẽ loại trừ cái trường hợp đó là bần. Bây giờ mô cứng hoặc là mô gỗ, bạn thường sẽ hay bị nhầm lẫn giữa mô cứng và mô gỗ này. Bởi vì mô cứng thì nó có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong các cơ quan. Mô cứng nó có thể xuất hiện bất kỳ vị trí nào trong các cơ quan, giống như lúc nãy bạn thấy đó. Sợi gỗ thì thực ra nó cũng chính là mô cứng, hay là sợi lipase nó cũng chính là mô cứng, thì nó có thể là nằm ở trong vùng mô dẫn. Vậy thì việc mà mình phân biệt mô cứng với mô gỗ dựa vào vị trí là không thể. Thì lúc này làm sao mình phân biệt được chính xác mô cứng và mô gỗ đây? Thì mình sẽ dựa vào cái mạch gỗ. Tại vì chỉ có một mình mô gỗ nó mới có mạch gỗ thôi, còn mô cứng là không có, được không? Vậy thì để mà mình phân biệt giữa mô cứng và mô gỗ là mình sẽ dựa vào các cái mạch gỗ. Nếu như có mạch gỗ thì đó sẽ là mô gỗ, còn không có mạch gỗ thì nó sẽ là mô cứng. Đó là cái cách để mà mình phân biệt. Còn bây giờ làm sao mình nhìn vô đây mà mình biết được cái nào là mạch gỗ, còn cái nào nó là tế bào mô cứng? Thì bây giờ bạn sẽ thấy nè, trong cái vùng mô màu xanh này, mình sẽ thấy có những tế bào vách màu xanh và cái lầm tế bào nó trắng. Bạn sẽ thấy những tế bào màu hồng là vách màu hồng và cái lầm tế bào của nó cũng hơi hơi hồng, đúng không? Nhưng mà trong cái vùng màu xanh sẽ thấy có những tế bào vách màu xanh và lầm tế bào nó màu trắng. Thì những cái tế bào mà vách màu xanh, lầm tế bào màu trắng đó, nó chính là mạch gỗ. Nó chính là mạch gỗ. Nghĩa là mình tưởng tượng giống như là mình nhìn vào là mình thấy mấy cái quả trứng đó. Thì những cái quả trứng đó nó chính là mạch gỗ. Thì màu xanh có nghĩa là vách tổng chất gỗ, thì mạch gỗ là vách tổng chất gỗ rồi. Còn màu trắng có nghĩa là nó bị rỗng ở bên trong, nó bị rỗng bên trong, nên là khi mà mình nhuộm lên thì mình mới thấy là nó không có cái gì bên trong hết, nên nó là màu trắng. Được chưa? Vậy thì những tế bào mà nó tròn tròn nè, rồi cái lầm tế bào nó màu trắng đục nè, vách màu xanh nè, thì nó chính là mạch gỗ. Và chỗ nào có mạch gỗ thì chỗ đó chính là mô gỗ. Như vậy mình thấy là chỗ này nó có mạch gỗ nè, hay đây nè, nó chính là các mạch gỗ. Thì nguyên cái vùng này, nguyên cái vùng mà nó xuất hiện mô gỗ ở đây, nó xuất hiện mạch gỗ ở đây, nó cũng chính là mô gỗ. Cái phần mà cô đang khoanh đó thì nó chính là mô gỗ. Được chưa? Rồi, đó là cái cách để mà mình phân biệt giữa mô cứng và mô gỗ. Rồi, trong cái gỗ thì mình sẽ có gỗ 1 và gỗ 2. Trong cái mô gỗ thì sẽ có gỗ 1 và gỗ 2. Thì bây giờ gỗ 1 có nghĩa là gỗ sơ cấp. Gỗ 1 chính là gỗ sơ cấp, là nó được hình thành... Rồi bây giờ cô sẽ hỏi các bạn nha. Vậy thì cái gỗ sơ cấp nè, thì nó sẽ do cái mô phân sinh nào tạo nên? Rồi, gỗ sơ cấp thì nó sẽ do mô phân sinh nào tạo nên? Ví dụ, cô sẽ nhờ bạn Lê Ngọc Phương Dung. Lê Ngọc Phương Dung. Dạ, em nghe cô. Rồi, em sẽ trả lời cho cô là cái gỗ sơ cấp là nó sẽ do mô gì tạo nên? Dạ, hình như là mô phân sinh lóng. Phải không? Mô phân sinh lóng là chỉ xuất hiện ở những cái cây nào có lóng thôi, là nó sẽ làm cho lóng kéo dài ra thôi. Gỗ sơ cấp có nghĩa là những cái mô mà ví dụ như mình thấy là gỗ 1 thì nó là những cái mô dẫn sơ cấp, thì nó sẽ do các cái mô phân sinh sơ cấp tạo ra. Nó sẽ do mô phân sinh sơ cấp tạo ra, nghĩa là do các cái mô phân sinh ngọn. Do mô phân sinh ngọn. Thì mô phân sinh lắm á, là mình chỉ gặp ở các cái cây nào mà nó có lắm, nghĩa là ở họ lúa thôi, thì nó làm cho lắm nó dài ra thôi. Còn đối với cái mô phân sinh ngọn, đối với cái mô phân sinh ngọn là nó sẽ tạo ra các cái, nó sẽ phân chia, tạo ra các cái mô, và những cái mô đó nó sẽ phân hóa thành mô mềm hoặc là biểu bì, hoặc là phân hóa thành lipase, hoặc là phân hóa thành gỗ. Và cái mô phân sinh sơ cấp đó khi nó tạo ra các cái mô khởi đầu của lipase và gỗ, thì lúc này nó sẽ sinh ra lipase và gỗ sơ cấp.
được không? Vậy thì tóm lại, ly be 1 và gỗ 1 hay là ly be và gỗ sơ cấp thì nó sẽ do mô phân sinh sơ cấp tạo ra. Nó sẽ do mô phân sinh sơ cấp tạo ra. Thì cái mô phân sinh sơ cấp á, là ban đầu á, mô phân sinh sơ cấp là nó chỉ có khoảng chừng 2 tế bào thôi. 2 tế bào này nó sẽ phân chia rất mãnh liệt để nó tạo ra một cái nhóm mô. Và từ một cái nhóm mô này thì nó sẽ biệt hóa. Mỗi một loại mô nó sẽ biệt hóa thành từng mô với những chức năng khác nhau. Sẽ có những tế bào nó làm cái nhiệm vụ là nó biệt hóa để nó trở thành biểu bì. Hoặc có những tế bào nó biệt hóa để nó trở thành ly be hoặc là gỗ. Thì tóm lại, ly be 1 và gỗ 1 hay người ta còn gọi là ly be và gỗ sơ cấp thì nó sẽ do mô phân sinh sơ cấp tạo ra. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái gỗ 2. Gỗ 2 hoặc là ly be 2 thì nó là những cái mô dẫn thứ cấp. Nó là mô thứ cấp. Thì nó sẽ do cơ quan nào? Nó sẽ do cái mô nào sinh ra? Rồi, bạn Châu Kiến Vĩ. Châu Kiến Vĩ đâu? Châu Kiến Vĩ đâu? À đây rồi, con thấy rồi. Cái gì nhựa nguyên đâu? Nhựa nguyên là cái là một cái phần, là một cái dung dịch thì nó là nó đâu có làm gì được đâu bạn. Nhựa nguyên thì nó là một cái dung dịch thì nó do mạch gỗ dẫn nhựa nguyên thôi. Còn bây giờ cô đang hỏi là ly à, cô đang hỏi là gỗ 2 do mô nào tạo ra? Gỗ 2 do mô nào tạo ra? Không, mô cứng nó đâu có phân chia. Tạo ra có nghĩa là nó phải là một cái mô nào mà nó có khả năng phân chia thì nó mới tạo ra được chứ. Mô nào? Mô nào mà có khả năng phân chia để nó tạo ra? Rồi đây này có các bạn trả lời, rất là nhiều bạn trả lời, ví dụ như là bạn Đoàn Thị Ngọc Diễm nè, thì bạn trả lời là mô phân sinh thứ cấp là tượng tần. Rồi đúng rồi, tượng tần nó sẽ sinh ra ly be 2 và gỗ 2. Tượng tần nó sẽ sinh ra ly be 2 và gỗ 2. Khi mà cô hỏi là do cái gì sinh ra thì mình phải xem thử là mô nào, những cái mô mình học là mô nào nó có khả năng phân chia thì nó mới tạo ra được. Vậy thì tóm lại là gỗ 2 thì nó sẽ do tượng tần sinh ra. Và tượng tần thì nó là mô phân sinh thứ cấp. Do đó cho nên là nó sẽ xếp thành ly be, à cô xin lỗi, gỗ 2 nó sẽ xếp thành dãy xuyên tâm. Nhưng mà bây giờ mình phải quan tâm đến là cái gì xếp thành dãy xuyên tâm. Bởi vì trong gỗ là nó có tới, nó sẽ có hai cái thành phần mà mình thường quan tâm là mạch gỗ và mô mềm gỗ, đúng không? Nó sẽ có hai cái thành phần mà mình quan tâm là mạch gỗ và mô mềm gỗ. Vậy thì thành phần nào nó sẽ xếp thành dãy xuyên tâm, hay là tất cả các thành phần trong mô gỗ 2, tất cả các thành phần trong gỗ 2 nó đều xếp thành dãy xuyên tâm hết. Vậy thì bạn sẽ thấy là trong cái phần gỗ 2 thì như cô nói sợi gỗ rất là hiếm khi nào mình gặp.
Mình chỉ quan tâm đến mạch gỗ và mô mềm gỗ. Rồi, vậy thì trong cái gỗ 2 là mình có mạch gỗ 2 và mô mềm gỗ 2. Thì mô mềm gỗ 2 sẽ xếp thành dãy xuyên tâm. À, các bạn lưu ý cho cô, mô mềm gỗ 2 thì nó sẽ xếp thành dãy xuyên tâm. Và nó xếp thành dãy xuyên tâm với ly bay 2. Còn cái mạch gỗ 2 thì có thể hoặc là không. Mạch gỗ 2 thì tùy trường hợp, có thể là nó cũng xếp thành dãy đó, cũng có thể là nó xếp rất là lộn xộn. Nhưng mà mô mềm gỗ 2 thì luôn luôn xếp thành dãy xuyên tâm. Được chưa? Do đó cho nên là bạn chỉ cần nhớ cho cô một đặc điểm thôi. Đó là đối với gỗ 2 thì mô mềm gỗ 2 luôn luôn xếp thành dãy xuyên tâm. Còn mạch gỗ 2 thì không chắc. Mạch gỗ 2 thì không có chắc. Được chưa? Rồi. Do đó cho nên làm sao mình nhìn vào trong một cái vùng mô dẫn mình biết nó là gỗ 1 hay gỗ 2? Làm sao nhìn vào cái vùng mô dẫn mình biết nó là gỗ 1 hay gỗ 2? Thì như lúc nãy cô nói, mình sẽ dựa vào cách sắp xếp của mô mềm gỗ. Nếu như cái mô mềm gỗ mà nó xếp thành dãy xuyên tâm, thì những cái vùng nào mà có mô mềm gỗ xếp thành dãy xuyên tâm, nó là gỗ 2. Được không? Những cái vùng nào có mô mềm gỗ xếp thành dãy xuyên tâm thì nó sẽ là gỗ 2. Rồi, ví dụ như mình sẽ thấy trong cái hình này, những tế bào mà nó xếp thành dãy xuyên tâm chỗ này nè. Đó, mình thấy các tế bào này nó xếp rất là thẳng hàng nè. Thì những tế bào mà nó xếp thẳng hàng chỗ này, vách nó màu xanh, có nghĩa là vách nó bị tẩm chất gỗ đó. Thì đây chính là mô mềm gỗ 2. Và như vậy thì nguyên cái vùng mà mô mềm gỗ 2 nó xếp thành dãy xuyên tâm ở đây nè, nó sẽ là vùng gỗ 2. Được chưa? Nó sẽ là vùng gỗ 2. Và những cái mạch gỗ nằm trong cái vùng gỗ 2, người ta gọi là mạch gỗ 2. Người ta gọi là mạch gỗ 2. Gỗ 2 thì sẽ có mạch gỗ 2 và mô mềm gỗ 2. Mô mềm gỗ 2 luôn luôn xếp thành dãy xuyên tâm. Do đó cho nên mình thấy nè, rồi chỗ nào mà mô mềm gỗ 2 nó còn xếp thành dãy xuyên tâm, thì tới chỗ đó các cái mạch gỗ nằm trong, thì những cái mạch gỗ nằm trong vùng đó nó được gọi là gỗ 2, được gọi là mạch gỗ 2. Vậy thì mạch gỗ 1, mạch gỗ 1 thì nó sẽ nằm bên dưới gỗ 2. Bạn lưu ý vị trí cho cô, ở tất cả các cơ quan dù nó là rễ hay nó là thân thì gỗ 1 luôn nằm dưới gỗ 2. Gỗ 1 luôn nằm dưới gỗ 2. Và lúc này cái mô mềm gỗ nó sẽ xếp, mô mềm gỗ 1 thì nó sắp xếp lộn xộn. Được chưa? Để mà mình phân biệt nó là mạch gỗ 1 hay mạch gỗ 2 thì mình dựa vào mô mềm gỗ. Mạch gỗ 2 thì cái mô mềm gỗ nó xếp thành dãy xuyên tâm rồi. Còn mạch gỗ 1 thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn. Ví dụ như chỗ này nè, mình thấy nè, chỗ này nè, các cái mô mềm gỗ chỗ này nè, nó sắp xếp rất là lộn xộn nè. Thì những những cái vị trí nào mà mô mềm gỗ mà nó sắp xếp lộn xộn thì chỗ đó nó chính là mạch gỗ 1. Như vậy mình sẽ thấy là những cái vị trí, ví dụ như chỗ này nè, rồi các cái chỗ mà có khoanh tròn đó, thì những cái chỗ này là mô mềm gỗ 1, mô mềm gỗ nó sắp xếp rất là lộn xộn, thì chỗ này nó chính là mạch gỗ 1. Được chưa? Những cái chỗ này nè, nó chính là mạch gỗ 1. Còn phía bên trên này nè, thì nó chính là gỗ 2. Cô cho hỏi xíu được. Em hỏi đi. Nãy cô có nói là cái mô mềm gỗ cô đôi khi nó cũng là vách bằng cellulose thì nó cũng màu hồng luôn á cô. Đúng rồi. Thì làm sao để mình phân biệt cái mô mềm gỗ màu hồng với lại cái phần bên dưới đó cô? Cái phần bên dưới đó thì, mình sẽ dựa vào cách sắp xếp, bởi vì mô mềm gỗ 2 có thể là nó màu hồng nhưng mà cái sắp xếp của nó vẫn luôn luôn là xếp thành dãy xuyên tâm.
Cái mô 12 xong tới mô 1 xong rồi tới gì nữa cô? Nãy cái hình đó cô, cái hình nãy cô có cái hình mà hình này đúng không? Dạ đúng rồi. Cái hình này thì mình sẽ thấy là cái dạ, cái hồng hồng cái, ở dưới. Cái hồng hồng bên dưới chỗ này. Dạ đúng rồi. Chỗ này nó là mô mềm tủy. Chỗ này nó là mô mềm tủy. Cái vùng này nè, nó là mô mềm. À rồi, cái vùng chỗ này nó cũng là mô mềm đúng không? Rồi đây chỗ này. Chỗ này mình thấy nó hồng hồng chỗ này đúng không? Thì nó cũng là mô mềm đúng không? Nhưng mà hai cái mô mềm này nó khác nhau. Cái mô mềm này nè, vì nó nằm ở trong cái vùng có mạch gỗ nè. Bạn thấy cái mô những cái mô mềm chỗ này nè, nó nằm trong vùng có mạch gỗ đúng không? Thì nó là mô mềm gỗ. Thì mình thấy là cái mô mềm gỗ này kích thước nó khác với cái mô mềm tủy nè. Mô mềm tủy kích thước nó bự hơn nè, thấy không? À, còn cái mô mềm gỗ thì nó nằm ở trong cái vùng gỗ, mình gọi là mô mềm gỗ. Và mô mềm gỗ thì nó ở trong cái trường hợp này thì mình thấy kích thước của mô mềm gỗ đó nó sẽ nhỏ hơn là mô mềm tủy. Ví dụ như đây nè, chỗ này nè, thì cái chỗ này nó vẫn là mô mềm gỗ. Nhưng bắt đầu những tế bào mà nó bắt đầu nó to to như vậy nè, những tế bào nó bắt đầu nó to lên nè, thì nó là mô mềm tủy, được không? Còn những tế bào nhỏ nhỏ mô mềm nằm gần mạch gỗ chỗ này nè, thì nó là mô mềm gỗ. Mô mềm gỗ 1. Mô mềm tủy là luôn luôn nằm dưới gỗ 1 đúng không? Đúng rồi, mô mềm tủy thì nó sẽ luôn luôn nằm dưới gỗ 1. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái đây là một cái hình ảnh của các cái, của cái mô gỗ. Thì mình sẽ thấy là trong này những cái tế bào mà vắt màu xanh và làm tế bào màu trắng đục nè. Đây nè. À, thì mình thấy là nó y chang như mấy quả trứng đó. Những tế bào này thì nó chính là mạch gỗ. Và thì nguyên cái vùng này nè, nó là mô gỗ. Còn những tế bào phía bên trên này nó có màu xanh đúng không? Nhưng nó không có mạch gỗ thì nó là mô cứng. Những tế bào màu xanh bên trên này nè, nó chính là mô cứng. À, tại sao nó không phải là bần? Tại vì nếu như nó là bần á thì nó phải nằm ngoài cùng. Trong khi đó những tế bào này nè, nó nằm ở dưới rất là nhiều mô đúng không? Mình thấy nó nằm dưới rất là nhiều lớp tế bào nè. Và nó cho nên là cái vùng tế bào màu xanh ở chỗ này nè, nó không thể nào là bần được mà nó chỉ có thể là mô cứng. Bởi vì nó không có mạch gỗ luôn nên nó không phải là mô gỗ. Được chưa? Còn bên dưới này nó cũng là những tế bào có màu xanh nè, nhưng nó có mạch gỗ xuất hiện ở trong này. Thì nguyên cái vùng mà cô đã khoanh tròn phía bên dưới này nó chính là mô gỗ. Rồi trong này mình cũng thấy là những tế bào màu xanh phía bên ngoài này nè, những tế bào màu xanh chỗ này nè, thì nó chính là mô mềm gỗ. Thì trong này mình cũng thấy nó có những tế bào màu xanh chỗ này xếp thành dãy xuyên tâm nè. Rồi thì đây nó chính là gỗ 2. Rồi nguyên cái phần cô khoanh hình vuông chỗ này nè, nó chính là gỗ 2 vì nó có mô mềm gỗ xếp thành dãy xuyên tâm. Mình thấy là mô mềm gỗ 2 nó xếp thành dãy xuyên tâm. Còn phía bên dưới này, màu vàng đi cho dễ nhìn. Rồi phía bên dưới này nè, chỗ này nè, mình thấy là cái mô mềm gỗ chỗ này nó sắp xếp lộn xộn nè. Mô mềm gỗ chỗ này nó sắp xếp lộn xộn nè, thì nó sẽ là gỗ 1. Được chưa? Rồi khi mà mình cắt ngang thì mình không có phân biệt được nó là mạch ngang hay là mạch thông, thì mình gọi chung chung là mạch gỗ. Rồi trong cái hình này thì mình cũng thấy là nó có rất là nhiều mô có màu xanh đúng không? Mình thấy là cái vùng mô số 1 ở chỗ này và cái vùng mô số 2 ở bên dưới này. Thì cái vùng mô số 1 này nè là những tế bào mình thấy mắt nó màu xanh. Bánh nó màu xanh. Thì bây giờ mình không biết nó là gì thì mình cũng lại trừ thôi. Bần là không thể, bởi vì mình thấy những tế bào màu xanh này nè, nó nằm dưới rất là nhiều lớp mô, đúng không? Rồi, cho nên là bần là không thể rồi. Thì bây giờ chỉ còn là mô cứng hoặc là mô gỗ. Thì trong cái phần cái mô số 1 này mình thấy không có mạch gỗ. Cái này không phải mạch gỗ đâu nha. À, cái này nó là mạch gỗ rồi. Nhưng mà những tế bào màu xanh chỗ này nè, nó có kích thước nhỏ nè, vách nó rất là dày nè. Thì những cái tế bào màu xanh chỗ này, đây, những tế bào màu xanh ở chỗ này nè, thì nó chính là mô cứng. Nó là mô cứng. À, nó không phải là mô gỗ, bởi vì nó không có mạch gỗ. Được chưa? Rồi phía dưới này, mấy cái này, nó là mạch gỗ. À, nó là mạch gỗ. Do đó cho nên là cái phía dưới này nè, nó là mô gỗ. Nó là mô gỗ.
Đây là mạch gỗ thì những tế bào bao xung quanh này nè, mình gọi là mô mềm gỗ. Được không? Những tế bào mô mềm nằm xung quanh mạch gỗ mình gọi là mô mềm gỗ. Rồi, đây cũng là hình ảnh của mô gỗ, vì mình thấy có rất nhiều mạch gỗ ở đây. Mình thấy rất nhiều mạch gỗ nó xếp thành dãy thẳng như này. Thì có xuất hiện mạch gỗ thì nó chính là mô gỗ. Rồi, bạn sẽ nghỉ giải lao khoảng chừng 30 phút là khoảng 10 giờ. Mình sẽ học tiếp cái mô ly bay và mô tiết còn lại. Rồi bạn sẽ nghỉ giải lao khoảng chừng 30 phút, gần 30 phút, 27 phút, 10 giờ mình sẽ học tiếp nha.